Biết nói. Ăn gì em ăn cũng được, mà lúc nào đi ngủ cũng được. Nào có thấy khác không? Dạ không. Không ạ. À. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Bây giờ hai bạn đã ngồi cách nhau bức rèm thôi. Các bạn có thể giới thiệu vườn lớn hơn cho đối phương cùng nghe nhé. Mời bạn nam. Em là Nguyễn Minh Hải. Em năm nay 28 tuổi và em đang làm việc ở Đồng Nai. Cái nghề nghiệp của em là đang làm bên kinh doanh này, là chủ khu vui chơi là để cho các bé là đến là mua vé là chơi. À, làm chủ khu đó ha. Dạ. Quê bạn ở đâu? Là em quê gốc ở Nam Định ạ. Nam Định. Dạ, hộ khẩu đang ở Bình Dương nhưng mà giờ là em đang công tác ở bên Đồng Nai đó em. Rồi, mời bạn giới thiệu. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào các khán giả. Em tên là Phạm Thị Lan Phương, năm nay 27 tuổi, em hiện sinh sống ở Biên Hòa. Em làm công việc gì? Em là nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng. Dạ. Ủa, bạn ở khu vui chơi ở đâu? Dạ em ở Biên Hòa chị Cát Tường. Biên Hòa luôn. À, dạ. Khúc nào vậy bạn? Dạ, Trảng Dài ạ. Ý gần em. Gần hả? Trời ơi, ý gần em. Rồi, hỏi ảnh coi khu vui chơi chỗ nào chiều đi chơi luôn. Đúng rồi, chiều đi đua ấy. Hỏi đi em, hỏi đi em, hỏi anh đi. Em ở chỗ nào vậy? Em ở ngay vòng xoay á. Vòng xoay Tân Phong ấy hả? Dạ đúng rồi. Ờ, thế gần mà. Thế có cháu thì đến hộ anh nha. Giờ tới là có lấy tiền không? Dạ không, không những không lấy tiền mà tặng quà luôn chị ơi. Ta kêu tới ủng hộ chứ phải trả tiền quá. Đồng thai với cổ mình mới tình luôn đi. Anh á là nếu mà yêu chính thức thì chưa có, anh chỉ có yêu đơn phương thôi. Nếu mà đơn phương thì anh có 30 tình rồi. Thôi rồi. Ủa sao đơn phương mà dữ vậy, đơn phương dạ, gì? Mà 30 tình này đâu mà đặc điểm chung á. Mà đồng nào hot girl không ạ? À? Thế nên là chính vì vậy nên giờ anh vẫn ấy á. Mà người ta có biết là anh yêu người ta không? Dạ, em không biết đó. Rồi có khi nào mình tỏ tình, mình thể hiện tình cảm, mình tỏ tình với người ta không? Dạ có chị. Rồi người ta trả đối đáp lại mình sao? Nó không nói gì luôn chị ơi. Em chưa có mối tình nào mà là thật hết trơn hả? Dạ nếu mà bảo anh yêu em hay em yêu anh thì chưa có. Chưa có. Dạ. Vậy có hôn chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Dạ. Còn trong trắng. Còn trong trắng lắm anh. Mày bên kia, bên đàn trai có giá rồi nha. Còn trong trắng. Chưa hung. Em còn ngây thơ. Em còn ngây thơ. Dạ. Yeah. Em trải qua mấy mối tình rồi em? Em trải qua một mối tình. Một mối tình hả? Dạ. Mấy năm? Dạ 2 năm. Vậy có kinh nghiệm trong tình yêu đúng không? Cũng sơ sơ. Anh bên đây chưa biết hôn nữa nha. Chúc em về em chỉ cho anh. Trời ơi, xuất sắc. Em có ưu điểm và khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là dễ ăn, dễ ngủ, hòa đồng. Khuyết điểm của em là rất là chậm chạp. Dễ ăn, dễ ngủ là dễ hay sao? À, ăn gì em ăn cũng được. À. Mà lúc nào đi ngủ cũng được. Đi xe máy em cũng ngủ được. Rồi đi xe máy sao ngủ? Dạ em vừa đi vừa ngủ được. À, em chạy hay là ai chạy? Em chạy. Em thích hợp với gió trời. Thành ra cứ đi xe này em ngủ mà. Vậy thì em phải tìm một người nào chở em đi chứ, nếu mà tại sao không tìm người chở? Em tìm hoài mà không ra. Tiêu chuẩn của em tìm cái người chở là cái người đó phải như thế nào? Có cảm nhận được an toàn thì em sẽ đi. Còn lát để anh chở em về cho em cũng ngủ thoải mái luôn. Em có thích hát không? Dạ không. Không à? Thế em có thích nghe bạn trai hát không? Dạ có. Hát lớn lên bên kia nghe nha. Mãi bên nhau khi buồn vui em yêu nhé, dù có biết đâu ngày sau, dù chẳng mấy ai ngờ mãi thế nào, anh với em chung lối đi về. Em cảm nhận giọng hát của bạn trai bên kia như thế nào? Ấm áp. Ấm áp. Dạ. Thích không? Dạ cũng thích. Rồi mình... em đặt ra tiêu chuẩn tìm bạn trai như thế nào? Có khó không? Dạ không, dễ lắm. Rồi dễ sao? Những tiêu chí như sao đâu? Biết lắng nghe, chia sẻ. Rồi quan tâm em những lúc buồn phiền mình thì có người để an ủi động viên. Những cái gì em không thích ở người bạn trai? Em dễ lắm chị, cái gì em cũng thích hết. Trời đất, sao cũng thích hết. Dạ đúng rồi. Vậy sao đó giờ sao không được, không có, không tự tìm bạn trai cho mình? Tại vì em không thấy được. Hả? Em không có mẫu người nhưng mà em thấy được thì nó được. Rồi cái vậy mới khó đó. Cao thấp mập ốm gì không quan trọng. Không, nói chung chỉ nhìn là được. Miễn nó được là được. Rồi, dễ quá. Mà được thế nào thì nó cũng chưa biết được. Cái này kìa, em thích mẫu hình lý tưởng của bạn gái em như thế nào? Dạ, nếu về ngoại hình thì em chỉ cần 1m55 trở lên thôi. Cũng không quá mập mà hiền lành.
chịu khó, là vào biết nói chuyện. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Thích như là Minh Hằng á. Cũng chị cũng thích hot girl nữa. Ba mối tình đơn phương rồi mà cũng không rút kinh nghiệm mà. Em không thích điều gì ở người phụ nữ? Em không thích lười biếng, ít nói. Ít nói? Dạ. Thấy cô kia ít nói không? Không, em thấy cũng bình thường ạ. Vậy thấy cũng ổn đó. Ổn là mà ổn. Ổn gì trơn á. Chào chị ạ. Dễ mà. Em cao bao nhiêu? Là 1m68 á. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em là em chịu khó, chịu khổ được, biết nấu ăn, biết hát ạ. Biết hát hồi nãy nghe rồi. Em không thích cái gì ở bạn gái? Thì em vừa nói với anh Quỳnh Linh là không thích bạn gái mà hay lười biếng ấy, hay trang điểm về. Đừng có nhịp chân, sao làm gì mà ngồi nhịp chân hoài vậy? Đã lâu lâu được, chưa bao giờ được nói chuyện người nổi tiếng, hơi run đấy ạ. À, mà cái khu vui chơi đó là của ai? Dạ là của em. Dạ. Em thuê mặt bằng ở bên đó là để kinh doanh. Cái đó là khu vui chơi dành riêng cho con nít hay là người lớn chơi được không? Có mấy trò chơi cho người lớn không? Có, thu nhúng đó, người lớn chơi cũng được vậy. Có thôi con nít anh ơi, nhúng nhúng hư đồ của mấy đứa nhỏ hết. Mình có phải làm dâu gì không em? Làm dâu á? Ừ. Giờ thì em cũng đã có nhà ở bên Bình Dương rồi á. Ừ. Thì nếu mà em chịu thì có thể là về đó ở đâu mà. Hoặc bây giờ ở ngay Đồng Nai với em cũng được. Là tùy bạn gái, bạn gái muốn ở đâu cũng được luôn. À, chiều luôn. Tùy bạn gái chiều luôn ha. Dạ. Có mấy lúng đồng tiền rồi, dễ thương quá ha. Ông chủ nhỏ ha. Trai tuổi trẻ tài cao mà. Ha. Nhưng mà chị hỏi em một câu nữa nè. Thích gái đẹp lắm hả? Giờ thì em cũng phải sửa rồi. Vợ đẹp là vợ của người ta. Vợ đẹp là vợ người ta hay xưa rồi. Trời đất ơi. Ai không khóa vợ đẹp? Vợ đẹp là vợ của mình. Bậy bạ. Vợ mình thì không thôi. Về bệnh đi. Còn một. Có tím vợ đẹp kệ ta đúng không? Có lo em. Mình phải bản lĩnh giữ đúng không anh? Đúng rồi, mình phải bản lĩnh mình giữ cái đẹp chứ. Hả cô gái? Quá đẹp. Bên đây ảnh có nhiều cái thuận lợi lắm em. Ha, chủ nè. Có nhà riêng nè. Hot boy nè. Trong trắng nè. Muốn ở rồi ở luôn, thoải mái, dễ thương lắm. Em có yêu cầu gì về đàn trai nữa không? Dạ không, từ từ yêu cầu sau. Em có thích lãng mạn không? Dạ không. Không thích lãng mạn? Dạ không. Em thích thực tế. Thích thực tế? Dạ đúng rồi. Em có ghen không? Sơ sơ. Sơ sơ. Có muốn làm chủ chồng không? À không. Không không? Dạ. Được, chứ mấy người giờ hay làm thích làm chủ chồng luôn. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em được đi rồi. Với chị gái em. Chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường, chào mọi người. Em là chị gái của Phương, thì Phương ở trong nhà thì ngoan, vui vẻ, em nó hơi nóng tính một tí, không có thích sự nói dối. À, em của chị không có biết nấu ăn. Dạ em cái đó em lại nấu ăn rất tốt đấy chị. Nhưng mà em mà thích cái đẹp và chị không thích em. Dạ. Thì em cũng sửa rồi mà chị. Anh trai đi với ai? Thôi em đi với chị họ của em ạ. Chị họ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là chị họ của Hải. Thì em có nhận xét như thế này nè. Hải là một người hiền lành, tốt bụng và nó rất là chịu khó làm ăn. Đó, còn riêng về cái tính tình thì nhút nhát. Nhưng mà hôm nay ở đây thì nói nhiều nhưng mà ở nhà thì rất là ít nói. Qua chương trình này thì hai bạn có tạo cho nhau cơ hội để nếu mà được thì mình tiến tới cái tương lai lâu dài hơn. Tí nữa hai bạn gặp nhau tìm hiểu thì mình tự quyết định nha. Hai người sẽ trực tiếp trò chuyện với nhau để quyết định. Nhanh kéo màn. Mời hai bạn. Thằng đứng yên đó luôn. Rồi nhìn cho kỹ đi em, được không được? Được. Không cứ nhìn đi, nhìn cho các em nhìn 15 giây hay 30 giây gì đó. Nhìn cho kỹ, nhìn thẳng vào mắt nhau luôn. Nói giờ khoan nói gì hết. Ta trò chuyện với nhau đi nha. Em có hay đi xem phim hay là siêu thị không? Trời, sở thích của em, anh thấy em sao? Em có vẻ cũng ít nói. Nên là... Ủa, không biết tóc đâu. Nhìn vậy thôi. À, nhìn vậy thôi hả? Dễ gì ít. Thôi em hẹn hò với anh nhá. Gì nhanh vậy? Hỏi của mình hẹn hò sao mình dự định đó mà. Anh em là cũng ở gần thôi. Thì làm từ một ngày đó, ngày nào đó mà thời gian của chúng ta đều sắp xếp được á, anh có thể mời em đi ăn rồi xem phim gì đó, và chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. Ủa, công việc của anh hầu hết vào ban đêm? Đúng rồi. Anh làm từ 4:30 đến 10 giờ. Không sao, em ra đó em chơi được. Chơi được không? Anh, nhưng mà hình như anh hơi nhỏ á.
Hay là do em to không biết nữa. Người nhỏ gì mà nhỏ gì. Vừa mới gặp anh hơi nhỏ. Em có ở dâu được không? Cũng được. Cũng được. Em chăm chỉ lắm, sao cũng được hết. Nghe con này là thích rồi. Em có thích đặc biệt con trai con gái gì không? Dạ không. Em con nào cũng được sao hết được, đúng không? Anh cũng vậy. Anh không quan trọng mà trai gái đâu. Mà con gái thì càng tốt hơn đó. Nó đẹp giống em. Nói gì thể hiện tình cảm của mình trong cái lần đầu tiên gặp mặt nhau? Bạn trai nói trước đi, nãy giờ em nói nhiều hơn rồi đó, nói luôn đi. Anh thấy em á, cũng dễ thương. Vậy cũng hợp với anh. Thì sao? Nó chưa, trời ơi. Thì... cũng xui anh em. Dù gì cũng đâu quá. Cả bố mẹ gia đình anh á, cũng đang cần lắm một người con dâu rồi. Giống mày em ghê á. Nhưng mà đúng là như tính chất công việc của anh á, đôi khi là hơi khó lắm quen bạn gái nữa. Thì như mình đã có duyên ở đây rồi á, thì anh em mình có thể là tìm hiểu nhau đi. Nhưng mà nãy bà chị nói không có hợp kìa, nói đi. Thấy em chị có đẹp không? Dạ đẹp ạ. Nếu như sau này nó không đẹp được giống vậy nữa, em còn thương nó không? Tuy nhiên là vẫn thương chứ chị. Nó mà một khi mà đã tìm hiểu nhau mà đã đến được với nhau á, thì vẻ bề ngoài về sau không quan trọng nữa. Cứ cho em cơ hội đi. Bây giờ em xin chị cơ hội đó. Chị không cho em cơ hội được. Em của chị sẽ cho em cơ hội, chị không cho em cơ hội được. Bạn gái không muốn nói gì với bạn trai không? Một câu. Thì mình sẽ tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn em. Quyết định gì luôn đó hả? Quyết định luôn. Mà khỏi bấm nút luôn đi. Nhanh gọn lẹ. Làm gọn quá. Bấm nút là vấn đề hết sức là quan trọng. Chúng ta hãy nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ xem có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Rồi hãy bấm nút các bạn nha. Đặt tay vào nút bấm đi em. Đây là chuyện rất thiêng liêng. Suy nghĩ cho kỹ, nhắm mắt lại. Chúng ta quyết định trong vòng 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Tôi thấy ông cầm cái nút bấm mà tôi biết ông bấm không được rồi, tôi để vậy luôn. Hết hồn luôn vậy hả? Anh bạn gái hết hồn. Nè, xong luôn rồi, thấy chưa? Xong luôn vậy? Em nói đúng. Ủa chưa cho nắm tay rồi nắm hồi nào hay vậy? Nắm luôn đi, buông ra chi. Có cái nút bấm lớn mà bấm mà cũng không được, nó thiệt chán ghê luôn à. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Freelux. Và đây, tặng hai bạn máy nước nóng với thương hiệu Senton. Máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng trị giá sản phẩm là 7 triệu đồng. Và em đặc biệt rất là thích những người không có nét đẹp đại trà. Xấu cũng được nhưng mà phải đọc. Thôi giống chạy chưa chị? Đó là niềm vui đầu tiên ở cặp đôi này thưa quý vị. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hả Mai? Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, trước tiên em xin chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường và em chào tất cả mọi người trong trường quay. Em tên là Minh Ngọc, dạ em 29. Công việc của em là kỹ thuật viên xét nghiệm, nhưng hiện bây giờ em đang đi học trên văn bằng 2. Quê em ở Tây Ninh. Học xong ra gì bạn? Dạ ra bác sĩ. Bao nhiêu năm nữa? Dạ còn 2 năm nữa. 31 người ta sẽ là bác sĩ đấy nha. Rồi bên kia giới thiệu về mình đi. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Chào bạn nam, em tên là Nguyễn Quỳnh Như, năm nay em 23 tuổi, sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang là nhân viên kinh doanh và có một công việc chạy thêm ở trung tâm luyện chữ nét hoa. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là không có bánh bèo, rất là quyết đoán và dứt khoát. Khuyết điểm của em là hơi có giờ dây thun một xíu. Thun cỡ nào, giả tỷ như giờ hẹn? 15 phút thôi. À, cũng chưa đến nỗi ha. Em gái, em có được mấy mối tình rồi? Dạ, hồi trước giờ thì em có đơn phương 2 mối tình. Đơn phương thôi chứ chưa có mối tình là chính thức hết hả? Dạ đúng rồi. Lúc mà em định viết thư tỏ tình người ta thì em thấy người ta đăng avatar các bạn gái, cho nên em đố thư luôn. Đố thư luôn.
Người đó rất là không có đẹp trai đâu, nhưng mà có cái nét độc. Và em đặc biệt rất là thích những người không có nét đẹp đại trà, mà phải có cái gì đó của riêng mình. Xấu cũng được nhưng mà phải độc. Trời ơi, vừa xấu mà vừa độc nữa chắc chết quá. Độc là độc sao em, ví dụ? Dạ, nét đẹp lạ đó chị. Nhìn gương mặt thì phải hài hài xíu. Mặt nhìn lạ. Mắt cười. Là mình thấy buồn cười liền, không có nở giận lâu. Linh thấy mặt bên kia có mắt cười không Linh? Cũng mắt có cười mắt không? Cười. Bạn trai thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, em có 2 mối tình chính thức cách đây 5 năm rồi. Kéo dài bao lâu? Dạ, được 2 năm. 2 năm, lý do sao chia tay em? Dạ thì do cái quyết định em đi học cái giai đoạn 2 với một quyết định nữa là người nhà nói là không hợp tuổi. Nhưng mà em chia tay hay là cô kia? Cô kia. Vấn đề quan trọng bây giờ chúng ta tìm một cái người yêu như thế nào? Dạ, em thì em thích một người năng động, hòa đồng và cá tính, không cần đẹp. Độc luôn. Độc, xấu lạ. Hai người này độc độc không hả? Em không thích điều gì ở bạn gái? Bánh bèo quá chị. Tức là đừng có nữ tính quá. Tức là nhõng nhẽo hay là... Cô kỳ vậy ta? Ta lấy vợ thích nữ tính. Bên đây gật quá. Cô này hồi nãy cô nói cô không có bánh bèo. Được. Nhưng mà về ngoại hình á, có cái mẫu người lý tưởng giống ai hay là thích ai gì không? Thôi giống chạy rồi chị. Chị là vừa đẹp vừa độc nữa em ơi. Rồi giờ tới phiền em nè. Em có cái tật xấu gì không? Em hay hát lắm. Hát mọi lúc mọi nơi. Tức là gắn tai nghe vô là em có thể đi lố đường ra tuốt đại lộ luôn á. Không, mấy người hát gắn phone vô là hát dở lắm em. Tại gắn vô đâu biết hát gì đâu. Lừa trái, trời đất ơi. Hát xong bao nhiêu người đang dòm mình luôn. Dạ đúng rồi đó, giống y chang vậy luôn. Vậy luôn hả? Dạ đúng rồi, y chang vậy luôn á. Mà em hát thể loại nhạc gì? Dạ nhạc nhẹ cũng có, nhạc rock cũng có, mà nhạc... Rock luôn? Vậy rock em làm nhẹ nhẹ. Rock cho chị coi, em rock coi. Bên này thích độc, lạ. Quay xa về gần rồi vội vàng lại quay thêm một lần cuộc đời như lần không ai ngăn. Ta về trong mơ, về trong mơ. Hay, nhảy này đâu phải thật xấu đâu. Nhưng mà chị đang hình dung lúc em hát em feel thì chị đang hình dung. Em hay bị, em đi karaoke em hay bị người ta quay clip dùm hàng đó. Độc lạ, tôi chịu. Hai chị em hợp ghê á. nghe bạn nhạc rock bên bển em cảm thấy như thế nào? Dạ cũng cá tính. Cá tính. Em có phải điềm đạm ha, nói nhỏ dễ sợ. Bác sĩ tương lai mà. Mình là đa khoa hả em hay sao em? Dạ đa khoa chị. Mình có dự định gì cho tương lai không? Ví dụ như mình bao lâu nữa mình lập gia đình? Lập gia đình xong mình ở đâu? Dạ thì về Tây Ninh cũng được, có thể là ở với mẹ nếu bạn nữ thích làm dâu. Còn mẹ em rất là dễ. Có trước khi đi tham gia chương trình em có hỏi mẹ, nếu lỡ người ta bắt con làm con rể cho mẹ. Cái mẹ nói thì thôi mình đi. Vậy là mẹ cho đi phải không? Mẹ chịu mà em chịu không? Dạ chắc được luôn đúng không? Bác sĩ mà ở đâu làm gì cũng được hết. Trời ơi, mở cái phòng mạch tư nhân ở nhà bác là ngon. Ở đâu chích cũng được, có chỗ là chích à, đúng không em? Yên tâm. Được trời ơi, đây là sáng giá lắm á nha. Ta còn 2 năm nữa đó, em nhắm đi làm có lương nuôi đi. Em mốt bác sĩ nuôi lại. Học xong mới cưới đúng không? Dạ. Vừa lấy bằng là vừa có vợ luôn. Dạ. Được rồi. Hợp lý mà, bên đây cũng mới 23 tuổi à. Chào em gái, anh bên đây nó rất là hiền, trầm tính ha. Dạ. Em hình như rất là sôi nổi ha. Dạ đúng rồi. Em như cái tính cách giống như Cát Tường á. Vậy mới nó hòa hợp. Khùng chút xíu vậy đó. Đọc, đừng có dùng từ khùng. Đọc. Hồi nãy anh mà thấy cô hát trời cái miệng cũng đã lắm. Bái. Nè, vừa bây giờ mở màn qua. Dạ. Em gây ấn tượng mà em hát liền nha, vui mà nha. Nhưng mà anh phải hòa nhịp với em chứ. Anh hòa luôn. Dạ. Em thích lãng mạn không? Dạ không, nhiều khi em cũng thích người con trai phải hơi phủ một xíu. Phủ hả? Tức là ý là nếu mà ví dụ như em mà có người yêu á, em mà nhắn tin nói là em nhớ người đó thì người đó đừng có nói mấy cái câu lại như là anh cũng nhớ em lắm. Em không thích vậy. Em nói là kệ em. Ủa nay em bị gì vậy? Hoặc là kệ em chứ. Em thích như vậy hơn. À vậy đó hả? Dạ. Dạ vậy đó. Thích đâu. Ví dụ như em nói là em yêu anh nhiều quá. Anh trai nó bật hùng hả? Dạ. Hoặc kiểu như bên kia bác sĩ, bên đây người ta nhắn tin, anh ơi em đang chóng mặt quá, kệ em, được không? Cái đó thì không được. Cái đó liên quan tới vấn đề sức khỏe. Sức khỏe, đúng rồi. Còn cái gì mà nói về tình cảm thì có thể phủ được. Thôi một người thích phủ lạ quá. Không được đó, anh thấy cô này cũng cá tính đó em. Bây giờ mình hỏi thăm người nhà coi đánh giá thế nào ha. Em trai đi với ai? Dạ em đi với anh họ và bạn thân. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Rồi chào em. Em là anh trai của Minh Ngọc.
theo anh á thì anh thấy bạn nữ bên này rất là vui tính và rất là dễ thương. Đọc. Dạ, anh thấy là hợp với em á, em gái à. À, dạ. Anh em của anh á là không có bị vô duyên đâu, em yên tâm. Rất là đúng gu của em á. Em có đi vai không? Dạ có, em đi với một người chị cũng là bạn thân và em rất là tin tưởng vào cái nhận xét của chị đó. Ồ. Rồi, chào chị. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Chị thì chị thấy anh bên này thì trầm tính, nghiêm túc, ảnh cũng có khuôn mặt đọc nếu mà nhìn mặt ảnh có mắc cười không? Nếu mà ảnh mở miệng ra cười thì sẽ thấy rất là mắc cười, còn ảnh không mở miệng ra cười thì sẽ không thấy mắc cười. Anh không cười là coi như bên đây khóc luôn. Dạ, đúng rồi, mình hy vọng là khi mà mở màn ra thì bạn nam bên này gán cười cười nhiều xíu. À, hồi nãy em mình có nói việc là em mình thích bạn trai cũ, nhưng mà sự thật là nếu như bạn thử quên một ngày hẹn hay là một cái cột mốc quan trọng nào đó thì bạn sẽ thấy được em mình phủ lại bạn như thế nào. Trời ơi gì hù dọa vậy trời, cái ghê vậy. Hồi nãy anh nghe vô phủ anh tưởng nó ngon, nhưng cuối cùng không phủ, phủ người ta là phủ lại. Là hơi mệt rồi đó. Rồi bây giờ kéo màn lên cho hai bạn gặp đình. Nhau ráng kéo nha, màn lên. Cố gắng nha, cặp mày được là cười. Vui lắm nè. Cười lên, cười. Bắt đầu. Hát đi em, hát đi. Nếu như ngày anh bước đến, vì anh đã yêu thương em, hãy nói với em chân tình, trái tim đừng làm em bối rối. Biết đâu khi ngày mai thức dậy, yêu thương kia mong anh từ cơn gió bay qua. Có mè nữa. Hay quá. Bác sĩ được rồi đó. Được không em? Đọc không em? Dạ chưa. Có bè đó em. Dạ em có không? Mắc cười không em? Dạ cũng cười. Mắc cười ha? Dạ. Bác sĩ hơi thiếu ăn chút, chắc là lo học quá. Phải nuôi sao cho mập chút. Nếu mà đi học như vậy thì anh sắp xếp thời gian hẹn hò như thế nào? Có thể anh sắp xếp một tuần một chút, hoặc là hai tuần, hoặc là một tháng. Trời ơi, cái gì mà thời buổi giờ mà một tháng. Một tháng gặp nhau một lần hả anh? Thì theo em nghĩ thì quan trọng là ở trong tim mình có người ta hay không thôi chứ. À nhưng mà em thì lại thấy là cái việc gặp mặt thì nó cũng quan trọng á. Một tuần ít nhất cũng phải hai lần. Sắp xếp một tuần hai buổi được không? Chia sẻ bác sĩ. Thì nó, chị nó thứ bảy chủ nhật tới chị, tại vì thứ hai thứ ba thì chẳng hạn như hôm nay thì em phải xin thầy em nghỉ mấy ngày thì nói chung thông cảm cho người ta, còn hai năm cuối mà ráng đi em, đầu tư bác sĩ em nhiều thời gian học lắm, ráng đi chịu. Ừ đi tuần hai lần thôi, năn nỉ mà thiệt mà. Mà em có hay đi đi phượt không? Đi dạ. đi chơi bằng ô tô? Dạ có, em rất là thích đi du lịch á, cho nên là nếu mà yêu nhau thì chắc khoảng một năm phải đi 2-3 lần á. Nói anh không thích đi. Dạ không anh Quyền Linh, phủ ngủ đúng không? Phủ không, phủ cái đó là em không chịu đâu. Ủa em thích đi luôn hả? Em đi từ nào giờ em đi một mình không chị? Anh đi những đâu rồi? À, mới đây thì anh đi Quy Nhơn. Quy Nhơn? À, Nha Trang. Nếu mà sau này anh tốt nghiệp thì anh tính là làm ở Tây Ninh hay là ở đây à? Thì có thể là ở Tây Ninh cũng được, hoặc là ở Sài Gòn cũng được. Hiện giờ anh đang sống với ai anh? À, hiện bây giờ thì anh đang sống trên Đắk Lắk một mình. Ủa tại sao trên đó em? Dạ em đi học văn bằng 2 trường đại học Tây Nguyên. À vậy à? Giờ mình tính cái nước hẹn hò mới quan trọng đó, đúng rồi đó. Hèn chi hồi nãy nói 1 tháng gặp 1 lần. Đúng rồi. Thì nếu được thì em có thể là cuối tuần những cái ngày trong tuần thì chắc là không. Em rất là ngại cái việc yêu xa. Dạ. Là em muốn một người tức là phải ở bên mình á. Không cần phải kè kè bên mình suốt ngày. Nhưng mà ý là phải có thời gian gặp mặt và nói chuyện, chia sẻ. Còn về cái việc mà yêu xa mà thường là nói chuyện với nhau bằng tin nhắn đó, thì em cũng không có muốn như vậy. Tại vì em rất là không thích phải nhắn tin với người mình yêu, mà em muốn gặp mặt người đó. Và em nghĩ là nếu mà yêu nhau thì anh cũng sẽ có cái cảm giác là muốn gặp người đó hoài luôn á. Thì đúng rồi. Dạ. Em hay nói gì chứng minh cho cô ấy rằng mình sẽ làm tất cả vì cô ấy? Anh không hứa. Tại vì thường ra người ta nói là hứa nhiều là không được bao nhiêu. Dạ. Nhưng mà anh sẽ cố gắng hết sức, sẽ mang đến niềm vui và cái hạnh phúc cho em. Tại vì trên cái con đường của anh đã từng đi á, thì cái yên xe sau của anh nó trống quá nhiều người. Anh không muốn nó còn trống như vậy nữa. Rồi, hết thời gian.
Chúng ta hãy để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha. Suy nghĩ thật kỹ. Cơ hội chỉ đến một lần và phải cảm nhận bằng trái tim của mình. Một cô gái rất là năng động, rất dễ thương, rất là cá tính. Một chàng trai có tương lai cũng tươi sáng, rất là hiền hòa, cũng biết đối nhân xử thế. Quan trọng là các bạn có vượt qua cái con đường xa, thật xa đến với nhau hay không. 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Anh rất là tốt. Em cảm nhận được anh là một người rất là chân thành luôn. Nhưng mà thật sự thì cái khoảng cách nó quá xa. Và em... Anh biết mà. Dạ. Nên là em hy vọng là sau chương trình này anh sẽ tìm được một nửa của mình. Và em tin là nếu mà anh tìm được một nửa thì người đó sẽ rất là tốt. Dạ. Cảm ơn. Bạn trai có biết rằng trong cái câu chuyện vừa rồi bạn gái sẽ không bấm nút không? Dạ, khi bạn ấy nói như vậy là em đã hiểu rồi. Tại vì những người cá tính họ đã quyết rồi thì chắc chắn là sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng tại sao bạn lại bấm nút? Tại vì em vẫn hy vọng một cái phần trăm nhỏ nhoi nào đó. Rất thích cái cá tính đó của bạn, rất trân trọng. Đấy, bạn Huyền Hòa, tôi rất thích những điều đó. Biết rằng đối phương không bấm nút, mình vẫn bấm nút. Mình rất tiếc cho hai bạn. Nhưng mà đó là sự quyết định của cả hai. Biết đâu, 2 năm nữa chúng ta lại gặp lại nhau. Hai năm nữa em vẫn chưa lấy chồng. Anh ấy về thành phố. Biết đâu chúng ta lại gặp nhau, rồi lại bấm nút với nhau, đúng không? Biết đâu được, điều gì có thể xảy ra cả. Rồi, thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn hai bạn. Rồi, sắc sảo lắm. Tức là bản lĩnh đó. Sợ không? Gần gũi nhau nên biết chẳng chưa ai sợ ai. Và bây giờ thì Cát Tường sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay. Bạn trai đang ngồi rồi, bây giờ Tường sẽ ra để đưa bạn gái của mình vào. Tới bàn rồi, xin qua ngồi xuống. Mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Làm sao? Rồi, hello, ai cũng đẹp hết, trai xinh gái đẹp. Mình đã ngồi đối diện nhau rồi ha. Bây giờ mình giới thiệu to rõ lên. Mời em trai nói trước về những thông tin cá nhân của mình. Em tự em rung thi. Trời ơi, ai làm gì đâu rung, bắt tay cái hết rung nè. Ok không? Này tay lạnh chứ không phải rung. Chào chị Cát Tường. Em tên Võ Hồng Vinh, năm nay em 37 tuổi. Tên Võ Hồng Vinh. Dạ. Em 37 tuổi, quê em ở Quảng Ngãi mà hiện em sống ở quận 12. Hiện nay sống ở quận 12. Dạ, em làm ở quận 12 luôn. Làm quận 12 luôn. Dạ. Làm gì ở quận 12? Dạ, em kinh doanh võng xếp. Kinh doanh võng xếp. Dạ, dạ. Là mình làm chủ hay sao? Dạ, chủ. Người mình... nhà làm mà đi giao các tỉnh. Ồ, giao các tỉnh nữa. Dạ, ủa dạ. Mình đang ở nhà với ai? Dạ, nhà là anh em là ông bà già. Ba mẹ luôn trong này luôn rồi. Dạ, dạ. À, vậy là mình vào trong này lâu chưa? Dạ, vô mười mấy năm. Mười mấy năm rồi, vậy ngoài quê Quảng Ngãi còn ai ngoài không? Dạ, còn ông anh ở quê. Có ông anh ở quê thôi, coi như ba mẹ vô này hết. Dạ. Nhà đông anh em không? Trong này dạ, đông anh em không? Ba trai ba gái mà vô trong này hết 4 người. Riêng cái nhà em đang ở là em ở với ai? Dạ, ở là ông bà già. Ông bà già? Dạ. Là em với ông bà già thôi? Dạ. Vậy là nhà đó nhà của ông bà già hay nhà của em? Nhà của em nhưng mà ông bà già không đứng tên. Kỳ vậy, sao nhà của em ông bà già đứng tên? Bởi vì là tự nhiên cũng mượn mấy người mới ít á. Nên nhà ổng cũng là công bằng ấy. Còn, còn mấy anh chị em là có nhà ra riêng hết dạ, trơn rồi. Riêng hết rồi. Có gia đình chưa? Dạ có rồi. Có rồi hết. Dạ, dạ. Còn mình chưa thôi. Dạ. Rồi, ok. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Em xin chào chương trình, em chào chị Cát Tường và bạn trai bên kia. Em tên Võ Thị Chua. Chua? Dạ. Chua là chua lè đó hả? Dạ. Trời ơi, tên sống đặt tên ngọt và đặt tên chua trời. Dạ, có tên ngọt luôn chị. Có tên ngọt luôn hả? Dạ, em gái em nè chị. À, em gái em tên ngọt. Dạ. Còn em tên chua. Dạ. Trời ơi, mẹ đặt, bố mẹ đặt hay quá ha. Có 2 chị em thôi hả? Nhà em 7 người con. Em đặt tên hết 7 anh chị em chị nghe coi nè. Hồng, Quýt, Đanh, Chanh, Chua, Ngọt, Thanh. Trời ơi, tuyệt vời luôn. Có trai có gái đầy đủ. 6 gái 1 trai thôi chị. 6 gái 1 trai. Trai là tên gì? Trai là tên Lanh chị. Tên Lanh. Dạ. Còn nhiêu là Quýt ổi gì đó, Quýt mỡ gì? Hồng, Quýt, Đanh, Chanh, Chua, Ngọt, Thanh. Hồng, Quýt, Lanh, Chanh, Chua, Ngọt, Thanh. Dạ. Hay không em? Nhớ hết tên nhà vợ chưa? Dạ. Nhớ chưa? Mình đang làm công việc gì chanh? À, chua. Chua. Em đang làm thẩm mỹ, vuông xăm với là chăm sóc da. Ồ, vậy bán mỹ phẩm chị. Quá. Bán online hay là mình bán có cửa hàng? À, em bán cửa hàng ở nhà luôn. Rồi hiện tại mình đang sống ở đâu?
Em sống ở Củ Chi. Củ Chi? Củ Chi gần quận 12 rồi. Chỗ nào đó hỏi thử coi có gần nhau không? Lúc trước em cũng ở quận 12 á chị. Em dạ, về hỏi ở chỗ Trung Chánh á chị. Hỏi ta coi em ở quận 12 ở Củ Chi chỗ nào? Ở ngã tư Trung Chánh là nhà chị gái em ở đó anh. À, ở quê em ở đâu em? Quê em gốc ở Buôn Mê Thuột anh. Buôn Mê Thuột à? Là dạ. Anh cũng lên đó bỏ hàng đó. Hiện giờ em ở Củ Chi ở chỗ nào? Ở Củ Chi em ở chỗ nào em? Em ở gần nước mía Vườn Câu của anh. Mới sầu riêng á chị. Qua đi thẳng lên khúc nữa. Cái cầu An Hạ phải không? Đúng rồi, đúng đó đó, là cho bên hai bên đường có bán nước mía, có bỏ sầu riêng vô á. Bữa nay do em đi sớm quá chị, chứ không em mua củ mì đây đây đây. Rồi đang sống với ai? Em đang sống với con trai em. Con trai em. À mình có con rồi hả? Dạ. Con bao lớn rồi? Con em 11 tuổi rồi. 11 tuổi rồi, tình trường sao kể luôn đi. Mối tình đầu cũng như mối tình cuối là ông xã em. Có một mối tình một đó thôi. Ở với nhau được bao lâu? Ở cưới năm 2007. Ở được 5 năm rồi chia tay chị. Có con rồi mà tại sao chia tay? Thì lúc mà không có con thì nói chung là không có gì xảy ra mà có con rồi á. Cái bạn, người bạn trai á, là chồng em á, là cũng như là sự quan tâm gia đình không có. Cuộc sống nó nhiều cái không bất hòa á chị. Anh quan tâm cho con hả? Anh quan tâm cái gì? Hay là có đối tượng nào ở ngoài không? Thì nói chung giờ chồng em cũng có người khác rồi. Không, cái lúc đó, lúc đang còn ở với mình á. Thì em không biết, cái đó do em làm tối ngày, em đâu có đi đâu đâu biết. Rồi chia tay vậy là bao lâu rồi? Được 5 năm nữa chị. 5 năm rồi, dạ. Lại giờ người ta có gia đình mới rồi. Dạ. Tại sao 5 năm nay mình không có lập gia đình tiếp, chưa tìm được ai? À, em là kiếm tiền. Lo kiếm tiền, giờ cuộc sống hai mẹ con ổn định chưa? Dạ ổn định rồi chị. Rồi bên đây hoàn cảnh sao, tình yêu, tình báo sao đây? Mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình chính thức. Quen được bao lâu? Dạ quen 2 năm. Quen 2 năm. Rồi sao nữa? Thấy lòng sòn biết là chia tay. Là nhưng đó là mối tình hay là kết hôn? Kết hôn cũng vậy. À là cũng có vợ luôn. Dạ, rồi. Có vợ rồi. Lấy nhau được 2 năm. Dạ dạ. Lý do sao chia tay? Vì lúc mình nói không hợp nhau rồi, vì lúc nói thấy nó không có tiếng nói chung. Ai là người quyết định chia tay? Trong thời gian ở trong đó rồi nói nó động rồi bỏ đi có 2 năm rồi em về mới ly dị. À, bỏ đi 2 năm rồi về mới ly dị. Dạ dạ. Ờ, có cháu nào chưa? Dạ có đứa 4 tuổi. 4 tuổi giờ ở với ai? Dạ ở với mẹ. Rồi có thăm nom gì không? Dạ có. Giờ vợ đang sống ở đâu? Em cũng không biết nữa. Ủa không biết sao thăm nom? Con của em là gửi cho ngoại á. Con với em là ở với ngoại, ngoại ở đâu? Dạ ngoại gốc ngoài Bắc nhưng mà sống ở Quảng Ngãi, lâu lâu cũng về thăm. À coi như là giờ vợ con về Quảng Ngãi rồi. Dạ dạ. Rồi lâu lâu em mới ra thăm thôi. Dạ dạ. Chia tay nay là mấy năm rồi? Chung là ly thân cũng lâu rồi, cũng năm mấy á, nhưng mà thấy không sống được nữa đây em tự ra tòa rồi ly dị luôn. Bây giờ giấy tờ ly dị là xong hết chưa? Xong hết rồi. Xong hết rồi, con ở với mẹ. Dạ. Về Quảng Ngãi luôn rồi. Dạ. Cũng cùng chung cái hoàn cảnh với nhau rồi, giờ mình lấy một người đã gãy đổ có con rồi nữa thì em có ngại không? Bây giờ mình lớn rồi là mình đâu có tìm được hơn nữa đâu, nên giờ mình tìm hiểu thử được như thế nào được thì mình quen mình thôi. Rồi bây giờ ví dụ cụ thể trường hợp hai bạn nè, nãy hồi mở cửa đó tìm ra thích nhau đi. Dạ, nè, dạ. Cổ đang ở hai mẹ con nè, là lấy em mà đương nhiên là sẽ ở chung rồi đó. Dạ. Là cổ sẽ đem con cổ theo rồi đó. Thì em đồng ý không? Rồi em có muốn đẻ con nữa không? Dạ có. Có muốn đẻ mấy đứa nữa? Có là được rồi chứ có em là không biết. Rồi, nói chung là tùy theo kinh tế thôi. Nhưng mà giờ có con của riêng của vợ ở chung với mình luôn thì em có đồng ý không? Em có ngại không? Dạ không ngại, trai rồi. Ok đó, chị hỏi đầy đủ thông tin để mình rồi. Nghe mình rõ, mình hiểu hết ha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì hoạt bát, dễ gần gũi. Còn điểm yếu của em thì nóng tính, thẳng tính. Nóng tính, thẳng tính nữa. Dạ. Còn điểm yếu gì nữa không? Em hơi dữ tính nữa. Cũng nhìn dữ là thấy biết rồi, sắc sảo lắm. Cô này dữ dằn lắm nha, xinh đẹp nhưng mà nhìn là rất là bản lĩnh đó. Sợ không? Gần gũi nhau em biết chứ chẳng chưa ai sợ ai. Chưa ai sợ ai. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em không có rượu trà, nhưng lúc có quan trọng có gì đó thì em uống cho vui thôi. Còn điểm yếu thì em nhắc gái, em nói chung là không nhắc tán gái. Dạ. Không biết tán gái là xưa giờ một mối tình duy nhất là vợ thôi. Chính đó là có bạn bè giới thiệu rồi quen rồi đến với nhau thôi, còn em không biết tán gái thật sự luôn. Không biết tán gái. Dạ, dạ. Nhát gái mà có dạy gái không? Còn cái kinh doanh gì này nọ, buôn bán này nọ thì em không có ngại. Nói chung là miệng lưỡi dữ lắm, nhưng mà tán gái thì em thấy mình để ý một người nào đó, tự nhiên cái cảm giác mình thấy mình sợ ruột rè không giống nó. À dạ. Có khi nào tại em không có ngọt ngào với vợ, không nói chuyện với vợ nên là vợ mới vậy không? Không, mà em hiền quen mà nói chuyện đàng hoàng chứ không có cái nạt nổi người ta. Hồi giờ em quen chứ chưa bao giờ về mà nói mà hành hạ mà quýnh vợ nó thật. Không có lớn tiếng, không có vũ phu đúng không? Con thấy được thì sống, không được
thì tự cái nhưng mà em có quan tâm đến vợ, có ngọt ngào với vợ không? Có chứ. Bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Một người đàn ông biết quan tâm đến gia đình, kinh tế ổn định, vẻ ngoài sáng sủa, đẹp trai chút. Sáng sủa đẹp trai chút. Mình kinh tế ổn định rồi đúng không? Yeah. Lo được cho bản thân, lo được cho vợ con đúng không? Dạ. Yeah. Vẻ ngoài được, sáng sủa, có yêu thương gia đình, chăm sóc vợ con không? Dạ có. Rồi, vậy em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Tôi yếu là dễ thương, là con cái là biết sống trong gia đình là được rồi. Chị chung là đừng hơn thua là được rồi. Dạ. Chị thấy cơ bản là hai bạn phù hợp nhau đó. Thứ nhất là dạ, điều kiện là ở là gần nhau, dễ tìm hiểu qua lại. Thứ hai là hoàn cảnh cũng giống như nhau, gãy đổ thì mình sẽ hiểu được cái cảm xúc của đối phương hơn. Em có đem hình ảnh gì không cưng? Cho chị xem tấm hình nào đi. Rồi, rồi ảnh đây, ảnh sẽ có trong đây. Có thể tìm thấy trong sáu cô gái ấy rồi cho giống nhau quá, cho người ta cái gợi ý đi em. Tóc dài anh ơi. Trời ơi, tóc dài, sáu cô tóc dài hết luôn đó. Nhiều quá em không biết người nào đó. Rồi thế giờ em thích người nào chị gả người nấy. Cảm nhận của mình thích cô gái nào? Cách đời của em. Tại sao chọn cô đó? Thì em thấy nhìn thấy nó có hậu hay có một tí gì đó. Có hậu mình rồi, giữ y nguyên đó cho đúng không? Hình này quá chị. Sao hai anh mà chọn anh đó? Em nghĩ là anh này to con hơn chút, chọn anh này. To con hơn chút, chọn anh này. Rồi, có nghĩa đây là các bạn đang chọn theo sở thích của mình đúng không? Dạ, yeah, dạ yeah. Thích ai chọn người nấy. Rồi, bên đây có hai sự lựa chọn, bên này có tới 6 sự lựa chọn lận. Nhiều quá, đâu chọn nhiều quá, biết hơi là... khó ha. Yeah. Xin mời các bạn hãy nhìn xem cái cảm nhận của mình lần đầu tiên gặp mặt có đúng hay không. Bạn gái thì đúng chắc rồi, có hai người thì quá dễ rồi. Bạn trai tìm ra chưa? Lấy đai đi đúng không? Em không biết. Không có phải. Đây hả chị? Đây mới đúng nè. Dạ. Đúng không? Dạ. Cũng được là sao? Chọn cái hình của cô đứng ở trên. À, cô này nè. Vậy là chắc cô thích mập mập hay sao? Có thích có hậu phải không? Nè. Dạ. Làm liền. Qua cái tim ngủ ông này cao dữ nha. Mình cảm ơn hoa anh. Rồi, em cảm ơn anh. Thật sự rung thiệt luôn, lên đây. Trời, lỡ lên đây, ai ép không lên mà lỡ. Em có món quà nhỏ cho anh. À, cảm ơn anh. Dạ. Đó, em gái đó, bé ngọt là em gái cổ đó. Em có quà chị. Chị cảm ơn em nha. Khi cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm xúc đầu tiên của mình là gì? Chị nhìn thấy cô gái này thì thấy làm sao? Thấy nhìn dễ thương, nhìn thấy cũng có ấn tượng ban đầu. Có ấn tượng ban đầu. Em sao? Thấy ảnh cũng vui vẻ. Hơi nhát gái chút xíu. Cười không, mà nãy giờ ngồi nhìn chị cười miết vậy đó, cứ nói chuyện rụt rè vậy đó. Thôi bây giờ chị Tường sẽ dành cho hai bạn 5 phút ha, có thời gian riêng để hai bạn trao đổi với nhau, thử coi không có tôi coi có mạnh dạn hơn hay không nha. Mời hai bạn thưởng thức món há cảo nấm tùng lộ, xíu mại nấm đông cô, bánh xếp hẹ chiên và dầu cháu quẩy nhồi tôm chiên giòn. Mời các bạn thưởng thức mà nhớ vừa ăn rồi vừa trò chuyện với nhau nha. Dạ. Ăn tự nhiên nha. Dạ. Ít phút nữa chị Tường quay lại. Mời ăn. Sao gãy đầu rồi nha anh? Thì chứ hồi giờ anh chưa tới cái đông đông mà anh tán gái anh thiệt, run thiệt. Dạ anh được. Không tán em tán anh đấy. Cho vợ đi nó dễ. Nãy em nghe là anh cũng có gia đình rồi hả? Có một cháu trai, cháu gái. Gái. Cháu gái hả? Cháu gái ở với mẹ hả? Ở với ngoại. Sao anh không đưa cháu ở với anh? Đưa mà vợ anh không chịu. Không chịu hả? Giờ cứ vợ sao anh? Sao? Anh có chỗ chứa mẹ con em không? Thì biết đâu. Ông chơi. Đi cứ vợ mà sao không biết là chết rồi. Giờ mình tìm hiểu nhau như thế nào rồi mình ái thôi, chứ còn chứa thì sao chứa được hết sao? Ý hỏi anh là cứ vợ mình có chỗ ở chưa? Ổn định chưa? Có chứ. Nhà đó thì ở thôi. Anh muốn hỏi em gì hỏi đi, em hỏi anh quá trời luôn nè. Dạ anh cũng làm sao là anh em mình hiểu nhau, nói chung là bấm nút mà trong mà có thể là nó có thời gian gì để nói chuyện với trong này anh ngại không dám, nói chung là không có nhiều lúc muốn nói chuyện mà nó trục trục miệng để có nói chuyện. Người với người có gì đâu ngại, mình có gì mà suy nghĩ gì mình nói đó, em suy nghĩ gì mình nói đó, có gì đâu ngại. Anh nói với em mới dễ, còn anh là sao nó ngại hả? Anh ngại anh nói không được. Vậy đi làm ăn là mời khách sao? Nói chung là mờ là anh dạng lắm, nói chung là anh có qua miệng lắm. Lỡ may có cô nào dễ thương rồi mà anh bán hàng rồi cô ta không đưa tiền cho anh rồi sao, anh ngại không lấy luôn.
Rồi, cái đó mình có cách nói chứ. Cái nào buôn bán, cái nào bán, cái nào cho chứ. Cái đó là nó khá. Còn chuyện yêu đương anh không nói chuyện được. Ngại. Mở cái này ra anh thấy em sao? Hung dữ là gì không? Chung là thấy mặt em ấy cũng đâu có vừa đâu. Nói chung là điều kiện thì em cũng dữ lắm. Không có vừa gì đâu. Thiệt chứ. Anh ở chung với ba mẹ luôn hay sao? Dạ. Đỡ rung chưa? Rung rồi. Chị ra ngoài, chị ra ngoài đỡ rung hơn hay chị ngồi đây rung hơn? Em trong sao mà cho nó xuống ngồi uống ly cà phê cho nó tỉnh cái gì. Cái gì mà nhát dữ, có vợ con rồi mà làm như cái mới lớn vậy. Mình cũng phải tập chia sẻ, tập nói chuyện. Chứ giờ mình tìm hiểu nhau, ví dụ mấy mốt hẹn hò hai người đi chơi rồi không nói gì trơn rồi làm sao? Ngoài đó là em nhiều nói tới sáng không có chuyện nói. Tại lúc đó nó có chuyện nói, còn trong này tự nhiên cái đó nó nguyên như là ai ốp chế mình nói không có được. Ai ốp chế đâu, đây không có ai đâu ốp chế em, chắc nói tôi quá. Như đây. Không phải, cái cảm giác em dữ quá. Không phải cái cảm giác này nha. Em ở dưới đó là đang ở hai mẹ con là nhà thuê hả hay sao? Nhà em chị. Nhà em luôn rồi. Ví dụ lấy nhau thì là ở đâu? Cổ về nhà em hay là em về nhà cổ? Em giờ kia sao không được chuyện. Chung chỗ nào cũng thấy nó thoải mái, vui vẻ. Cha mẹ nhiều lúc tiếng này tiếng nọ, nhiều lúc mình không muốn bên ai. Lúc bây giờ cha mẹ bây giờ mình không bên, vợ mình cũng không bên. Nên nhiều lúc mình cũng muốn ở riêng ra cho nó thoải mái. Hai vợ chồng nhiều lúc này nọ kia, nhiều lúc hai chồng đều biết. Nó không có người ngoài biết. Lúc có nghĩa là em thích hai chồng ở riêng? Dạ, em nghĩ như vậy. Chứ không có cần đem vợ về nhà làm dâu rồi gì hết. Dạ, nói chung em thích ở riêng. Thích ở riêng. Rồi ở riêng rồi, giờ ở riêng là ở đâu? Cái đó thì từ tính chứ giờ mình nói mà mình bước qua không được thì hôm nay mình đừng. Nhưng mà nguyện vọng là thích ở riêng hơn. Dạ, nói chung là giờ mình nghĩ như vậy. Nếu bây giờ thấy phù hợp, thấy được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Em cỡ 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng đến 1 năm? Dạ. Rồi chuẩn bị gì chưa? Rồi mà 6 tháng đến 1 năm mới vừa nói chưa tới đâu tính tới đó mà 6 tháng đến 1 năm. Nếu chẳng hạn là em thương thật lòng đó, mà là người đó có thật lòng với em hay không. Chứ còn mà chẳng hạn quen mà nó nghĩ một cái gì đó thì bây giờ thì thương không ai nghĩ gì hết trơn. Bây giờ ta thương, thí dụ thương thật lòng nè. Dạ. Mà 6 tháng tới 1 năm rồi sao em chuẩn bị kịp, rồi lấy nhau về thì cũng phải làm dâu chứ, thôi ở đâu? Lúc đầu thì mới mẻ đi về vài ngày rồi xong rồi phần anh ấy đi làm, tự nhiên sống ở đây khác, ở quê còn có thời gian rảnh. Còn ở đây lúc mình lo mỗi người một công việc hết thôi, nhưng cũng không có thời gian rảnh. Nói chung là sẵn sàng rồi đó, nếu mà cảm thấy người ưng ý là 6 tháng 1 năm là cưới thôi. Giờ cũng lớn rồi, đâu có mười mấy hai mấy tuổi đâu mà chờ lâu. Lỡ quen cưới được nó về cưới cũng được, chẳng quen người khác đã bốn mấy tuổi cũng được quá. Bốn mấy tôi luôn. Ông này ông chân, ông thật thà quá. Thì mình ngại ngùng quá ha, cho bốc thăm một câu hỏi. Thực hiện những cái điều ở trong này cho nó vui, đỡ ngại. Mình bốc xong mình đọc lớn lên, người ta yêu cầu cái gì trong đó thì mình thực hiện. Bạn gái hạ trổ tài, mát gì đó, xa mặt cho bạn trai trong vòng một phút. Ngại quá vậy, không? Cái này bỏ qua. Sao bỏ qua làm được? Làm gì? Người ta làm mình thì mình có làm gì đâu mà bỏ qua. Đọc lớn lên cho cổ nghe, cho cổ chưa nghe. Bạn gái hả trổ tờ massage cho bạn trai trong vòng một phút. Ông không đọc gì? Thiếu chữ mặt của người ta rồi. Người ta tưởng đâu nằm xuống massage bởi vậy rồi ông làm gì. Được rồi, xem mặt. Chán không dễ sợ luôn á. Bạn gái hãy trổ tài massage mặt cho bạn trai trong vòng một phút. Yeah. Massage mặt rồi ngồi em massage mặt lưng nè. Rồi em massage mặt chồng. Cái này massage mặt lưng xà lưng quá à. Ông đọc tới chỗ massage, ông bỏ chữ mặt rồi ông la kỳ quá. Giống như ông ta bắt ông nằm xuống đây cởi áo ra vậy đó. Rồi, thư giãn dựa vô ghế đi nè, để bạn gái làm nè, ngước cái mặt lên. Này, massage đầu quá, cái mặt sao thái đường massage đây. Đó, thư giãn nha. Mai mốt tưởng tượng ha, đi làm về mệt, có vợ massage đồ ha. Sướng dễ sợ. Phê không anh? Phê không anh? Phê không anh kìa? Phê. Không trả lời vậy trơn trời. Phê. Thông cảm đi. Anh nhắc gái quá mà. Được rồi chị. Rồi, được rồi, cảm ơn anh em. Phê rồi mà. Tới phiên em. Em đọc lớn lên. Một tờ nữa hả chị? Thì đó hai tờ, ông chọn tờ, còn em tờ đó. Bạn trai hãy chọn một trong hai yêu cầu sau để thực hiện một. Gì nữa? Đọc lớn lên đi, có gì chọn một hai yêu cầu, đọc lớn lên nè. Rồi hôn môi, hôn môi bạn gái trong 15 phút. Cái gì 15 phút? 15 giây. Trời ơi, hai người này. Bế bạn gái đi 5 vòng, chua cha, này là chết chứ. Thể hiện sức bỏ khỏe. Bỏ qua chị. Giờ sao em, làm được cái nào em? Bỏ qua cho em đi. Bỏ qua được, sao mà bỏ qua được? Sao không cho anh hít đất hay gì cho nó ấy chị? Em hồi vậy anh không hít thiệt. Anh không biết giờ em qua em
ẵm bạn gái đi một vòng thôi. Giờ chương trình 5 vòng chị chỉ cần em ẵm bạn gái đi một vòng thôi. Ok, mời em. Chờ em ơi, đừng cho em hôn nha. Rồi quá ôm. Ôm 30 giây rồi nói cảm nhận của mình. Được không? Rồi mời em. Vậy được chưa? Hai người ôm nhau 30 giây rồi bạn trai sẽ nói cảm nhận của mình. Anh ôm sau lưng em nha anh. Là sao không được. Dạ, dạ ôm mà chị. Ôm nè, hai đứa đứng lên ôm nhau mới có trời ơi. Cái thời buổi gì tao lên tới mặt trăng mặt trời rồi mà đứng đâu chị, đứng đây hả? Đứng đây, em qua đây. Thúm núm tay chân cái gì không biết nữa, ai làm gì đâu mà. Rồi, hai người ôm nhau 30 giây. Ai ôm? Em... ôm nhau chứ không anh phải. Anh thì ôm em hả? Hai người ôm nhau. Trời ơi, ông ôm mà ông làm giống như gì vậy cha, cái tay ông ôm làm gì vậy trời? Ôm sao chị? Cái ôm vô rồi đó giờ chưa ôm bao giờ. Ôm sát vô mới cảm nhận được chứ. Ôi tôi chán hai người này ghê luôn á trời. Cảm nhận được cái gì chưa? Được rồi chị ơi. Rồi mời hai bạn về chỗ. Rồi nói cho cổ nghe cảm nhận của mình sau khi cái ôm 30 giây đi. Dạ em thấy có cảm giác. Em thấy có cảm giác. Dạ. Có ôm sát đâu có cảm giác. Có. Người ta phải ôm sát và mới nghe nhịp đập trái tim hay là nghe cái gì. Có cái chị. Có hơi thở hay cái sự rung động gì ôm mình đứng xa vậy nè. Tôi chưa thấy ai ôm vậy luôn á. Thiệt tình. Thôi bây giờ như vậy. 30 giây cuối cùng dành cho hai bạn. Bây giờ là nghiêm túc. Nãy giờ mình có những cái game mình chơi về cho vui để mình hiểu nhau nhiều hơn. Hai bạn hãy nhìn nhau rồi mình nói cho nhau nghe mỗi người một câu xúc tích ngắn gọn. Yeah. Hiện tại các bạn cảm thấy trong lòng mình có suy nghĩ gì, có cảm xúc gì và chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nếu chúng ta thấy rung động thì chúng ta mới bấm nút. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy không có tình cảm, không có duyên thì chúng ta không bấm. Rồi nói đi chứ nó ngồi hoài hả? Thì anh cũng mong mình bấm để mình ra ngoài mình tìm hiểu những đàn đúc trong này nó hơi rụt rè. Chung là em cũng thông cảm. Nhưng mà cảm xúc của mình hiện tại như thế nào? Mình phải nói cho người ta biết, người ta mới bấm. Thấy cũng có cảm tình. Rồi, em muốn nói gì với ảnh? Em thấy anh cũng dễ thương, gần gũi. Cảm giác là nhút nhát quá. Ông nhát ghê, mà ông có vợ có con rồi đó mà ông nhát vậy. Dạ. Không ngại thật á. Rồi được rồi, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Đặt tay vào nút bấm đi à bạn. Hiểu những gì Tường chia sẻ rồi ha. Hai bạn hãy nhắm mắt lại sau 3 tiếng đếm của chị Tường. Nếu đồng ý hẹn hò thì bấm thật mạnh vào nút bấm. Không đồng ý lấy tay ra, đó là quyền của các bạn nha. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Chị đếm sau 3 tiếng đếm thì đưa ra quyết định của mình nha. 1. Trời ơi, nhìn tôi mới đếm có 1 hả? 2. 3. Sao em không bấm? Em thấy không có cảm giác. Tại anh nhát quá phải không hay sao? Như là lúc nãy em nói với ảnh, em hỏi ảnh có chỗ mà để cho hai chứa hai mẹ con em á, nhưng mà ảnh nói chuyện không có, đã lên đây rồi thì phải nói rõ ràng chứ còn ấp ấp lúc đó chị ra, lúc đó chị ra ngoài rồi dạ, đúng không? Dạ dạ. À là em có hỏi ảnh là có chỗ, có như là có chỗ để chứa mẹ con em hay không? Rồi anh trả lời sao? Như là cái nói chuyện của ảnh là nói chung là sao không được chứ giờ mình nói ra thì nói chung là anh nói là ra ngoài mình tìm hiểu nhau, còn cái chuyện mình là mình nói trong đây thì lúc mà mình nói mà ở ngoài mà không có như trên này thì nhưng mà ít nhất ví dụ như tìm hiểu nhau được thì có chỗ mình là... phải trả lời chứ mình không trả lời làm sao người ta tự tin chứ... tưởng người ta bấm nút được. Em không có cho người ta một cái gì đó nó an toàn, không có cho người ta một cái lời hứa hẹn. Yeah. Không, hứa là một chuyện, còn thực hiện được tới bao nhiêu là còn tùy tìm hiểu nhau nữa. Cái này là do em chứ không phải là do cổ đâu. Chỉ là gặp với mình ra ngoài mình tìm rõ ràng hơn. Thích của em thì kiếm một người đàn ông mà nói được làm được. Đúng rồi. Yeah. Mình phải quyết đoán chứ, nhiều người lên đây hả mình hỏi thích không? Thích làm dâu hay bắt rể? Làm dâu ta thẳng thắn rồi, anh có lo cho vợ con nổi không? Nổi hay là gì đó, hay là anh muốn em phải làm gì làm gì làm gì? Người ta thẳng thắn, người ta trao đổi dạ, luôn. Nói chẳng hạn là lên đây này lúc có gì cũng chịu hết thì lúc ra ngoài là cái khác, cái đó em không thích. Rồi sao người ta bấm nút? Chán không ghê luôn á. Thôi đứng lên giùm đi. Dạ, đúng rồi. Thật sự là Tường rất là tiếc luôn, tại vì Tường thấy về ngoại hình á là hai bạn rất là phù hợp, điều kiện địa lý cũng gần nhau, phù hợp, kinh tế đôi bên đều ổn định hết, ai cũng là người sống tự lập. Thật sự là chị cảm nhận là bạn gái cũng quý em đó, mà tại em thiếu một cái sự quyết đoán, thiếu sự mạnh mẽ thôi. Nói chung duyên chưa tới. Biết đâu còn cái duyên nào đó nó đang chờ mình nha. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Rồi em gái là quá dễ thương, lên chương trình này là rần người ta tới ta kiếm em, đừng lo. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son ly không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn.
Mặc dù là ngày hôm nay Cát Tường không làm tròn cái vai trò mai mối của mình, nhưng mà Tường cũng rất là tôn trọng, vì đây là cảm xúc của người tham gia chương trình. Nếu họ chưa rung động thì họ có quyền không bấm ạ. Và cũng xin chúc cho hai bạn này sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương. Bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi ạ. Cát Tường xin tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ thứ ba, thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp. Và ngay bây giờ, không để quý vị chờ lâu, Cát Tường xin mời hai chàng trai của chúng tôi sẽ bước ra phía trước sân khấu. Wow, rất đặc biệt. Chúng ta cùng chờ đón hai bạn nữ nha. Và bây giờ đàn trai đã tới thì hân hoan chào đón hai cô gái xinh đẹp của tôi. Duyên dáng, thước tha, thùy mị, quyến rũ nữa nha Tường ơi. Ghê vậy. Bây giờ thì chúng hai chàng trai của chúng tôi và hai cô gái đã vào vị trí. Bây giờ xin mời thì Tường sẽ làm giao lưu với chàng trai ngồi ở ghế màu xanh trước nha. Dạ. Hello em trai, em tên là gì? Em tên là Lê Xuân Thắng ạ. Em năm nay 26 tuổi ạ. Hiện tại là em đang làm CEO cho trường Anh ngữ APAC. Quê mình là ở đâu Thắng? Em quê ở Thanh Hóa ạ. Vào đây lâu chưa? Em mới vào đây được 1 tháng. Anh đi vào giờ cùng gia đình hay vào một mình? Em vào ở cùng với người thân đây. Người thân nhưng mà là anh em họ hàng. Còn ba mẹ vẫn ở ngoài dạ, đúng quê, quê hết? Dạ. Nhưng mà định là sẽ lập nghiệp ở trong này luôn? Đúng ạ. Thì điểm mạnh, điểm yếu của Hiếu là gì nè? Ưu điểm thì chắc thì chỉ có mỗi thật thà, vui tính. Còn nhược điểm thì chắc là nhát gái. Nhát là nhát, sao? Ví dụ như nhắn tin với lại các bạn gái thì thường thường thì em cũng không biết hỏi gì nhiều. Nói chung phụ nữ ai cũng thích phải có hỏi thăm, phải bắt chuyện, phải chủ động chứ. Có tập xấu gì không? Xấu chắc là nghiện game. Tối tối rồi làm gì? Tối ngồi ở nhà hai anh em lại chơi đi quên. Thôi rồi. Đó rồi, đó là chàng trai ngồi ở ghế màu xanh nha. Rồi bây giờ tới cô gái mặc cái đầm trắng thật là quyến rũ ngồi ghế màu xanh nè, em giới thiệu về mình đi. Em tên là Lưu Thu Hà, em sinh năm 98 và hiện tại thì em đang sống và làm việc tại Bình Phước. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng ạ. Quê em ở đâu? Quê gốc của em là ở Thái Bình nhưng mà em sống sinh ra là ở đó Bình Phước luôn. Nhà em có mấy chị em? Nhà em hiện tại là 2 anh em, em là Út. Trời ơi, con gái rượu quá hả? Dạ. Nhà được cưng không? Em nghĩ là cũng lúc này lúc kia nếu mà bố mẹ mà cưng mình quá thì cũng không được. Nói chung là trong vừa mềm vừa cứng vậy đó. Em tới chương trình này ba mẹ có biết không? Không ạ. Không biết hả? Dạ, sẽ muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ. Tạo bất ngờ với bố mẹ là mình sẽ tới chương trình ghép đôi thần tốc để dạ, dắt về một bạn trai để ra mắt. Dạ, bố mẹ. Dạ. Điểm mạnh em biết em là gì? Với mọi người nhận xét về bản thân em thì có lẽ là em là một người làm chủ được cái cuộc sống của mình, dễ thích nghi với mọi thứ và khá là mạnh mẽ. Vậy thì ở nhà em đã làm những việc mạnh mẽ là như thế nào? Sửa điện, sửa nước. Được luôn. Làm được luôn. Ghê vậy. Trời ơi, biết sửa điện, sửa nước luôn. Thì nói chung là cũng cơ bản, kiểu những thứ trong nhà mình có thể tự làm được thì mình cũng tự làm hết. Người anh em đâu rồi, sao không làm những việc đó mà để em làm? Ngày xưa kiểu em đi học, đại học ấy thì giờ đâu có ai được ai đâu. Thì mình cũng phải tự tìm hiểu, mình tự mày mò. Bên đây em cô gái ngồi ghế màu xanh là rất mạnh mẽ như Tường. Quá men. Sửa nước luôn là quá dữ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chàng trai ngồi ở ghế màu đỏ nha. Tường xin chào em. Dạ vâng, em chào chị ạ. Đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường. Chào anh Hứa Minh Đạt là ấn tượng của em. Và chào ba bạn cùng chơi và toàn thể khán giả đang có trong chương trình. Tên đầy đủ của em là Lê Văn Hiếu. Hiếu. Em sinh ngày 1 tháng 2 năm 1997, quê em ở Bắc Giang. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn ạ. Em vào đây lâu chưa? Em ở đây được cũng được 7 năm rồi ạ. 7 năm rồi? Và gia đình của em bây giờ cũng ở trong này luôn đấy ạ. Dạ vâng. Thì công việc của em thì hiện tại đang xen kẽ giữa bếp. Em đang làm bếp chính của một nhà hàng ở bên quận 4. Và ban ngày thì em có kinh doanh ở thời trang cao cấp và làm model ảnh luôn. Wow! Kinh doanh thời trang làm model ảnh luôn, hèn chi em thấy nãy giờ lên là tụi nó nghi rồi. Thấy cái này lạ lạ chứ đâu phải người bình thường đâu. Đặc sắc mà hả nhỉ? Cái này nó lạ cái nè, rồi cái vụ model là nhìn là hiểu rồi đó, nhưng mà cái vụ bếp là em đang bếp nấu về cái gì, chuyên về cái gì? Bếp của em thì chuyên về đồ Âu và đồ Á. Đến cái ngày bếp thì nó cũng rất là vô tình thôi. Trong cái đợt dịch của năm ngoái thì em ở nhà khi mà công tất cả mọi thứ đó nó bị trì trệ lại thì ở nhà thì em thường hay nấu ăn cho gia đình, tự tay đi chợ lựa đồ để về nấu cho mọi người cùng ăn, như là mọi người em giỏi giang dữ vậy. Thời gian dịch mà em cảm thấy nó rất rảnh thì em đã dành thời gian để em mua cuốn sách nấu ăn để về em đọc,
Xong rồi là em khi mà nó giãn cách xã hội thì em quyết định là em đi học. Và đến bây giờ em đã làm được hơn 1 năm rồi. Ừ. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh chắc chắn của em thì là nấu ăn rồi và khéo tay. Còn điểm yếu thì em hơi nhút nhát những chỗ đông người. Ừ. Ít thể hiện cảm xúc với lại người khác giới. Ừ. Đặc biệt là rất là sợ chuột. Rất là sợ chuột. Mà trong khi đó là em sinh, người ta bảo là đầu trâu đuôi chuột ấy. Em sinh cuối của năm con chuột, thế nhưng mà lại rất là sợ chuột. Em đang làm cái gì coi như là em quên hết luôn á. Một câu này là dễ thương lắm nè. Dạ. Mình có chắc mình thích gái không? Cái câu này thì em cũng nghĩ rằng là đây sẽ là cái câu hỏi mà rất là nhiều người hỏi em. Đó, trước khi mà em vào đấy á, vào trong này thì cái môi trường ở trong này nó cũng sẽ khác ngoài Bắc rất là nhiều. Và rất là nhiều bạn nam ấy cũng đã hỏi em cái câu mà hôm nay chị Tường hỏi em ấy. Ừ. Thì em xin trả lời thẳng một câu và người Bắc bọn em ấy là trai thẳng. Là trai thẳng. Là trai thẳng, 90% là trai thẳng. Ủa vậy 10% còn lại nó có thể công hả? Dạ vâng. Vậy sao 100% mà là 90%? Thì bây giờ nếu ở miền nào thì em cũng nghĩ là sẽ cũng có người cong chứ không phải thẳng hết đâu chị ạ. Ủa người ta sao kệ người ta chứ còn em thẳng thẳng cong cong sao mà tự nhiên 90 thẳng mà có 10 cong. 10% còn lại để dành cuối đời. Nhiều khi mà mình nhận 100% thì mình tự tin quá chị ạ. Ủa kỳ vậy ta. Cái giới tính là mình phải tự tin chứ, ví dụ ai hỏi không tôi. Ý em nói là đại đa số chứ không còn bản thân em. Còn bản thân em là em đã nói thẳng thắn với chị Cát Tường là em khẳng định em là 100% là trai thẳng. Em không có nói tôi đó à. Nãy giờ chị bật mẹo em mới nói à. Em đang nói là tính số người thôi, số người. Quan điểm với tư duy có thể thay đổi theo thời gian chứ giới tính thì nó phải rõ ràng chứ sao có người ở dưới cười quá trời, ở dưới cười quá trời. Đúng không quý vị? Cần Tường nói đúng không quý vị? Trời ơi, giới tính là còn 50-10% còn lại nó chết rồi. Rồi ok, cảm ơn em. Nếu bây giờ nhiều việc như vậy, có bạn gái có sắp xếp được thời gian đi với bạn gái không? Nếu để mà thời gian của em trong vòng một ngày thì gần như là rất là kịp. Ừ. Nó sẽ diễn ra vào từ 8 rưỡi sáng cho đến 6:05 chiều. Ừ. Và em về em nghỉ ngơi rồi tắm giặt được nửa tiếng, 6 giờ lại bắt đầu đi làm bếp. Ừ. Và làm bếp thì từ 6 giờ đến 2 giờ đêm. Ừ. Ngày nào cũng như vậy. Trời đất. Dạ vâng. Bây giờ có bạn gái thì sao? Khi em đến chương trình này á, em muốn là em cho bản thân em cơ hội. Và thứ hai là em muốn mở lòng một lần nữa. Tìm được vùng nào đó thì em chắc chắn em sẽ dành thời gian với công việc và sẽ phải làm sao phù hợp nhất. Có thể lo là cho bạn ấy có thể dành thời gian để đưa bạn. Dành chỗ nào? Bây giờ là từ 2 giờ sáng mới về, em lẽ dành thời gian từ 2 sáng đến 8 sáng. Ví dụ như là trong một tháng thì em có thể một tuần nghỉ một lần. À. Ví dụ em có thể hỏi bạn ấy là ngày này trong tuần này hoặc là em có rảnh thì anh sẽ họp ngày đó để anh có thể đưa em đi chơi. Nói chung là phải có giải pháp đúng không? Rồi, cảm ơn em. Chúng ta đã vừa nghe xong thông tin hai chàng trai của tôi ngày hôm nay là hiếu thắng nha quý vị. Hiếu thắng. Hai cô kia muốn chọn hiếu hay chọn thắng? Tùy. Hiếu và thắng hả? Nhưng mà có cảm giác hiếu thắng nó hơi nhút nhát thôi chị. Cả hai đều nhút nhát. Nhút nhát. Thắng là màu xanh mà hiếu là màu đỏ. Hiếu màu đỏ đã giới thiệu rồi, thì giờ cô gái ngồi cái ghế vị trí màu đỏ em giới thiệu cho mình đi nè. Em chào anh ạ. Em chào chị Cát Tường ạ. Em chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Thanh Vy ạ. Em sinh năm 2002 và hiện tại em là sinh viên năm 2 trường Đại học Tài chính Marketing ạ. Hiện giờ em ở đâu? Hiện tại thì em ở quận 12 ạ. Quận 12, quyến rũ không Tường? Quyến rũ. Hai cô gái là quyến rũ. Hai chàng trai mạnh của tôi cũng ngon lắm nên tôi phải qua tôi nhìn hai bạn. Nghĩa nghĩa liền hả? Nghĩa liền. Em có sợ chuột không? Em không sợ chuột, sợ gián luôn. Không có sợ gì luôn. Dạ. Ví dụ như em thấy con chuột thì em sẽ làm gì với nó? Cho nó chạy bình thường hả? Cho nó chạy bình thường. Dạ. Thấy con gián chạy ngang thì em sẽ làm gì với nó? Dạ em đập ạ. Dạ em đập ạ. Đập gián chị em để gián cho nó già. Để dán nhà cho được nha, được. Hai gái rất mạnh mẽ. Điểm mạnh thì biết em là gì? Điểm mạnh của em thì em là một người sống khá là vui tươi à. Kiểu vui tính à? Em ít khi nào mà lo lắng à, lạc quan à, gọi là lạc quan à. Điểm mạnh em là yêu đời, không có gì phải bế tắc hết, vì gì dạ. Cách giải quyết đúng không? Và một nữa là em học về kinh tế, em học về tài chính á. Nên là bản thân em rất là thích về kiểu như là đầu tư à. Đầu tư? Dạ vâng. Đầu tư về mảng nào à? Cuối năm 18 tuổi thì em bắt đầu tìm hiểu về thị trường chứng khoán ạ. Thị trường chứng dạ khoán? Dạ vâng. Song song đó thì em cũng phụ mẹ về những cái mảng về đất đai à. Bất động sản? Dạ đúng rồi. Rồi điểm yếu là gì? Điểm yếu của em là kiểu như tính em á, cũng hơi còn con nít xíu à. Điểm mạnh rồi, điểm yếu rồi. Giờ sở thích em là mỗi khi rảnh rỗi em làm gì? Em có thời gian rảnh là em đọc sách à. Em đọc sách để tìm tòi về đầu tư à. Rồi thì bây giờ mình sẽ khai thác thêm về tình trường của các bạn này nha. Em đã trải qua mấy mối tình rồi Thắng? Chính xác thì chắc được 2. Như thế nào kể chị Tường nghe. Mối tình đầu tiên chắc là khi mà nói lớn lên cưng. Mà em mới học xong ấy, thì đi làm công nhân công ty thì cũng gặp một bạn nữ, vô tình gặp thôi, xong đi tìm, xong em xin số cho bằng được. Đâu mất cỡ một tuần là em tìm được ra bạn đấy. Vì cái xưởng nó hơi rộng, đông cỡ tầm 1.000 người. Tìm một trên 1.000 trong vòng một tuần mới ra.
khi mà đi làm công nhân ấy, thì mỗi người sẽ có một cái thẻ tên ấy. Thì trên mỗi cái thẻ tên thì nó sẽ có cái ID của mình và tên của mình. Thì em chỉ nhớ được là nhìn thấy được đầu số mã ID của bạn ấy là 1747. Thế xong em thì lại quen mấy chị làm bên văn phòng. Em mới nhờ các chị đấy là gõ cái đầu ấy ra, xong rồi nó sẽ hiện ra cái bộ phận đấy ạ. Trong bộ phận đấy, xong rồi nó sẽ hiện ra những cái đầu có tên đấy, xong rồi mình tìm lần lượt từng cái đầu ấy luôn. Cuối cùng khi gặp được. Cuối cùng khi gặp được thì bạn ấy có nghi rồi. Trời đất ơi. Ủa vậy có phải gọi là mối tình không? Rồi có quen không? Bạn vẫn có nghi ạ. Bạn vẫn có nghi, xong rồi bạn ấy bảo là bây giờ có nghi nhưng mà vẫn nói chuyện bình thường. Chứ sau một ngày bạn ấy gọi em đi uống nước. Thực ra hôm đấy em mới biết là bạn ấy mới chia tay xong. Gọi em ra nói gì với em? Gọi ra rủ đi uống nước xong đi uống rượu ạ. Rủ đi uống rượu? Rồi sau đó hai đứa yêu nhau luôn? Vâng ạ. Quen nhau được bao lâu? Nửa năm. Vui không? Vui không? Không ạ. Sao vậy? Trong cái thời gian ấy bạn ấy chia tay thì bạn ấy vẫn buồn ấy. Em cảm giác là mình hơi bị mờ nhạt. Người ta vẫn chưa có toàn tâm toàn ý với mình. Vâng đúng rồi. Thế là người ta vẫn buồn ngu vơ xong rồi chạy lòng ấy. Xong rồi cứ xảy ra mâu thuẫn. Thời gian ấy quá là nặng nề với em. Kể cả công việc xong rồi tình cảm mọi thứ. Mà đó là mối tình đầu đó hả? Dạ vâng. Ai là người chủ động nói chia tay? Tất nhiên là bạn gái. Buồn mất bao lâu? 2 năm. 2 năm có ở chung không? Có. Cho nên là buồn tới 2 năm là đúng rồi phải không? Mặc dù 6 tháng nhưng mà độ sát thương rất cao đúng không em? Mối tình đầu nữa. Mối tình đầu nữa. Ừ, sát thương cao lắm. Rồi. Thất tình 2 năm. Sau đó, mối tình thứ hai. Cũng sau cái thời gian đấy thì cô đơn chứ. Dần dần như là cô đơn ấy. Rồi em lại bắt trước cái bạn gái cũ của em đi quen một người mới. Vâng. Và em cũng cái tình trạng y như kia, vẫn nhớ là cái cô một đúng, bộ. Đúng. Rồi sao? Tại sao mình đã cái vết xe đổ mình đã bị như vậy, mình không chịu như vậy, mình sao đổ vô cái người thứ hai như vậy? Những người đến sau là những người không có tội. Dạ. Những người đến sau là những người cần phải được yêu thương và trân trọng hơn. Quen được mấy tháng? 3-4 tháng. 3-4 tháng, người thứ hai 3-4 tháng thôi. Dạ. Nghĩa là bạn ấy thì cũng có nghĩa là cũng thích em. Em cũng thích em, cũng dẫn về gia đình. Gia đình cũng muốn cho hai đứa là cưới nhau vậy. Mà xong em cứ nghĩ là bây giờ mình không toàn tâm toàn ý với người ta mà mình lại cưới người ta về thì bạn sẽ rất là thiệt. Cuối cùng là em chủ động chia tay. Dạ. Giờ em có biết là sau đó bạn nó cũng thất tình, cũng buồn 2-3 năm giống như em không? Thực ra thì sau đó thì em không liên lạc được. Thì đó, nhiều khi tới giờ này bạn nó vẫn còn nhớ em nữa. Rồi nhiều khi bạn nó lại yêu bậy em một anh nào đó nữa. Rồi bạn nó lại chia tay với cái anh sau đó nữa. Nó cứ dòng đời nó lẫn quẩn như vậy. Những cái gì mình không muốn thì mình đừng có làm cho người khác chứ. Thế nên là em cứ giữ tình trạng độc thân đến tận bây giờ. Bao lâu rồi? Trong thời gian đó là em về em đi nghĩa vụ luôn. À, đi nghĩa vụ luôn. Là bây giờ là ngon lành rồi phải không? Vâng. Tâm trạng bình ổn phải không? Vâng. Bây giờ yêu ai là toàn tâm toàn ý phải không? Dạ đúng ạ. Khi nào muốn lấy vợ? Tức là cuối năm ạ. Gì lạ dữ vậy? Cuối năm nhưng mà em cũng chưa tính là năm nào. Duyên dáng quá. Vâng. Em thích một người bạn gái như thế nào? Trước thì có thể là mình theo cảm xúc, nghĩa là nó mãnh liệt yêu nó phải mãnh liệt. Nhưng mà bây giờ em thì cần một bạn gái nó có thể chia sẻ với em trong công việc, cuộc sống. Thế thôi. Vậy thôi. Vâng. Về ngoại hình? Được. Gì? Miễn là nữ thì được. Xạo quá ông ơi. Phải có cái tiêu chuẩn mình à, mình là nữ là được. Vâng. Nhà tôi có bà cô 72 tuổi còn độc thân dương tính là. Nhưng mà em lại không có bằng lái máy bay. Hai cô bệnh rất là đẹp. Ví dụ mình có bạn gái đẹp thì mình có hay ghen không? Lần trước thì em có cái thằng đấy tính vì em nên là xong rồi mọi chuyện nó mới không gọi là nó mới vỡ hết rồi. Mối đầu hay là mối sau? Mối đầu vậy. À, ghen sao cụ thể một vài chuyện thì vẫn là cái chuyện mà ghen với người yêu cũ vậy. Cái chuyện liên lạc nhắn tin mà người ta có liên lạc với nhau cũ thiệt không? Có thật, em cũng đọc tin nhắn mà. À, rồi em ghen em làm cái gì? Lồng lộn lên. Lồng lộn? Mặt cau có xong rồi. Cái mức độ tin nhắn với người yêu cũ như thế nào mà ghen? Hai người chia tay nhau rồi mà vẫn cãi nhau về những cái chuyện mà hồi còn đang yêu nhau nó xảy ra đấy. Vô tình em cũng đọc được. Thế là xong. Em nghĩ là khi đó em nóng xong rồi hết. Nhưng mà đối với bạn gái thì những lời mình nói ra là không thể rút lại được. Em nói gì người ta? Em bảo là em chưa bao giờ quan tâm đến anh. Cái đó có gì đâu. Đâu có gì đâu. Không gì. Lồng lộn lên là đồ biến thái. Lồng lộn lên. Khó dễ tả lắm ạ. Gì bấu tay bấu chân dữ vậy? Phải có chửi rủa người ta hoặc là mày tao lên hoặc xúc phạm. Mày là con này, mày là con kia gì người ta mới là không rút lại được chứ. Gần có. Gần kiểu như vậy phải không? Sau cái trải nghiệm thế thì em nghĩ là khi mình đến với một người khác mình cũng không nên quan tâm nhiều quá khứ quá. Ai cũng có quá khứ hết trơn á. Chúng ta chỉ nên sống với hiện tại và tương lai. Quá khứ dù cho đau xấu cho là đẹp, nó chỉ là những ký ức của tuổi trẻ. Mình cất nó vào một góc. Cái nào đẹp thì lâu lâu mình lấy ra coi cười cái cho vui. Còn cái nào xấu thôi vứt bỏ. Rồi,
chuẩn bị tinh thần lấy vợ nha. Dạ vâng. Ok. Bên đây miễn sao là nữ bên đây rồi. Nữ nè, em bao nhiêu mối tình rồi? Dạ kiến thức thì là hai. Một bạn đầu là khi em quen còn học cấp 3. Và người thứ hai là khi em đang học đại học năm nhất, đầu năm 2. Cuộc tình cấp 3 đi nè, câu chuyện như thế nào? Là anh đó cũng lớn hơn tụi em. Mà sao hai người biết nhau? Ở cùng một khu ấy ạ. Cùng sớm hả? Dạ, cũng cùng phường. Sinh hoạt đoàn rồi biết dạ, nhau. Dạ, kiểu rồi như... sao? Thì cũng quen, mình cũng là trải qua kiểu như... Sẽ nói làm sao nhỉ? Thì là yêu nhau, dạ, bình thường. Dạ đó, dạ, thì bình thường thôi, đến khi một... Nắm tay. Dạ, thì đến khi... Chăm sóc cho nhau. Dạ, đúng. Tặng nhau những nụ hôn nồng cháy. Dạ, thì đến khi kiểu như cả hai cảm thấy là không còn tình cảm với nhau nữa. Thì tụi em dừng lại thì cũng dừng lại trong hòa bình thôi, chứ không có phải là... Tại sao là phát hiện là không còn tình cảm với nhau thì, nữa? Khi đó mình còn đang đi học mà, cũng đang là độ tuổi mới lớn thì mình cũng thay đổi suy nghĩ. Hay là cũng lúc đó là em cũng đang 12, cũng muốn tập trung việc học. Còn anh đó thì cũng đã bắt đầu đi làm. Thì cả hai là muốn... Ai nói lời chia tay? Dạ là... Em. Em nói với anh đó là sao? Một sáng ngủ dậy cái cảm thấy là... Cứ như là dần dần nó câu chuyện của hai cả hai đều đã bị nhạt đi xuống rồi á. Cả hai cũng đã tự cảm thấy cái điều đó ở nhau luôn, nhưng mà là không ai dám nói. Còn thẳng thắn nói ra thì thôi em quyết định là người nói ra trước. Bao kéo dài bao nhiêu lâu? Năm mấy hai năm vậy ạ? Năm mấy hai năm? Dạ. Dạ anh đó, anh đó đã để lại cho em cái gì? Cũng nhờ anh đó mà cái quãng thời gian cấp 3 của em nó cũng đỡ bị áp lực hơn. Tại vì cái thời điểm của em á thì học cũng rất là nhiều, bị áp lực việc học rồi từ gia đình này nọ. Thì cũng kiểu nhờ các anh đó thì mình có người chia sẻ, có người đồng hành với mình đó. Thì cũng cảm ơn anh đó vì cái khoảng thời gian đó. À, cũng như là cái nguồn năng lượng để em xả stress. Dạ, không có bị áp lực việc học hành đúng không? Rồi, mối tình thứ hai đi nè. Mối tình thứ hai thì tụi em cũng kết thúc tới hiện tại cũng gần 4 năm mấy rồi. 4 năm mấy luôn rồi. Dạ. Hai người sao gặp nhau, biết nhau? Dạ em đi... Sinh hoạt? Dạ không, không. Ngày xưa còn đi sinh viên thì em làm BC. Thì em làm chương trình tại công ty anh đó. Thì chỉ là tiếp xúc rất là ngắn, khoảng 2-3 phút thôi. Mà không hiểu sao về anh đó tìm được Facebook của em. Ví dụ như hồi anh Đạt cũng có hỏi em là anh đó dụ bạn đầu tiên để lại cho em cái gì. Thì với anh thứ hai thì để lại cho em là tính em bớt trẻ con hơn, mình trưởng thành hơn. Là giúp em bớt trẻ con? Dạ 7-8 tháng rồi. Sao chia tay? Lúc đó em cũng còn trẻ con, kiểu là muốn có người quan tâm, nũng nịu. Nhưng mà thời điểm đó thì anh này mới chuyển công việc. Mà thì đang trong thời gian thử việc cũng rất là căng thẳng. Mà em thì lại không hiểu điều đó, xong cứ đòi hỏi này nọ. Thế là em tính em là khi mà quen thì em cũng hơi nhây ấy. Lúc đó là anh đó rất là mệt, em cứ dễ nhây. Thì đến hồi mà cao trào lên rồi xong xích mít rồi chia tay. Ai chia? Dạ cũng vẫn là em ạ. Trời ơi, sao cổ chia hoài vậy? Tới nay 4 năm chưa có bạn trai tiếp. Dạ thì khoảng thời gian vừa rồi thì em cũng có tìm hiểu, cũng có nói chuyện với một vài bạn. Nhưng mà kiểu không đến được thì mình dừng lại. Rồi bây giờ muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Thứ nhất là vẫn là vậy là dễ nhìn á. Cái thứ hai là cao hơn em, vậy thôi. Dễ nhìn cao hơn là được rồi. Dạ. Cao hơn thì chắc chắn bên đây cao hơn rồi. Dạ. Tôi chỉ có lo cái là hai anh chàng bên đây là có vẻ hơi rụt rè, nhút nhát quá. Không biết sao đây luôn á. Không biết tấn công rồi có biết là đó làm quen với hai cô bên kia hay không. Chứ anh chàng này bắt giò chéo quẩy. Bên đây thấy fashion lắm. Sao nè. Không biết tiếp xúc với phụ nữ làm sao nè. Rồi bây giờ quay ngồi rất dẻo nha. Cái thế ngồi rất dẻo. Coi chừng mà hồi dập bẻ nha cơn. Tới Hiếu nha. Hiếu ở ghế đỏ nha. Rồi bây giờ tình trường Hiếu sao? Bản thân em thì cũng đã trải qua hai mối tình. Mối tình đầu của em thì nó rơi vào tháng 6 của năm 2012. Đó cũng là lần đầu tiên mà em biết yêu và cũng là người ta thường nói là mối tình đầu thì thường sẽ là mối tình đẹp nhất. Nhưng mà đối với em thì có lẽ nó là buồn nhất. Tức là khi em đã dành tình cảm rất là nhiều cho bạn ấy thì bạn ấy lại phản bội em. Và trong cái thời gian mà bạn ấy đang yêu em thì bạn ấy lại yêu rất là nhiều người nữa. Nhiều người chứ phải một người? Rất là nhiều người chứ không phải một người. Ủa bạn đó lớn em hay nhỏ hơn em? Nhỏ hơn em. Sao em biết ra được, sao phát hiện được? Lần đầu tiên là bạn em nói với em. Nhưng mà không có tin. Bởi vì là em khi mà em yêu ai thì em rất là hay đặt niềm tin vào người ta ấy. Đó. Khi mà cái cảm giác mà khi một người con trai mà dành tình cảm cho người con gái nhiều quá ấy, kiểu cảm giác của em người ta hay nói là bị lụy tình ấy. Nhưng mà hai đứa là bạn học hay gì? Em ấy dưới em một lớp. Sau thời gian đấy thì em có bị trầm cảm khoảng tầm 3 tháng. Lúc em phát hiện ra em có nói với cổ không? Hay là em khóc. Em khóc mà khóc với cổ hay khóc mình? Em khóc qua điện thoại khi mà bạn ấy đã cố gắng điện cho em rất là nhiều để em nghe máy á. Nghe máy xong thì em chưa kịp nói gì cả thì tự nhiên nó cứ rơi vậy thôi. Xong cái lúc đó thì em quên cái mối tình đầu ấy đi. Sau một thời gian em bị như vậy thì ở lớp em thì có một người bạn khác với em là bạn nữ ấy. Bạn ấy rất là thân với em. Trong thời gian đó thì bạn ấy động viên em rất là nhiều.
hai đứa có chơi và trao đổi trong việc học thì hay học nhóm này mọi thứ, bạn ấy cũng hay rất là chia sẻ kinh nghiệm với em. Khoảng tầm sau cái thời gian đó thì đến 2015, 3 năm sau. Dạ vâng, em ấy quyết định rằng là em nói là yêu với bạn ấy. Một người bạn thân của mình. Dạ vâng, khi mà hai đứa đã trải qua một thời gian là bạn của nhau rồi, đã rất là hiểu nhau rồi. Và trong những lúc mà em buồn nhất thì bạn ấy là người ở cạnh em nhiều nhất. Đó, xong rồi bọn em đến với nhau đi được khoảng hơn 2 năm. Thì gia đình em thì 2017 bắt đầu chuyển vào đây. Đương nhiên em là con cả trong gia đình thì em phải đi theo gia đình để vào trong này. Và thứ nhất đó là cái sự nghiệp của em thì em cũng muốn phát triển trong Sài Gòn nhiều hơn ở ngoài Bắc. Khi mà em vào trong này rồi thì hai đứa chắc chắn là cái thời gian dành cho nhau để mà gặp nhau chắc chắn là nó sẽ gần như là không có nữa. Nó sẽ rất là ít. Em cũng là người mà bị bạn ấy là người chủ động nói với em là thôi Hiếu ơi, bây giờ hai đứa mình dừng đi. Tại vì tớ không muốn cậu đau khổ nữa. Chắc tớ nói điều này chắc là cậu sẽ lại buồn một lần nữa. Không phải là tớ không yêu cậu mà tớ có lý do của tớ. Em rất là vui vẻ khi mà nghe được bạn ấy nói như vậy. Thì em lắng nghe một thầy trong cái cuộc gọi trên điện thoại đó thì bạn ấy đã nói rằng là bạn ấy muốn phát triển sự nghiệp của bạn ấy. Bạn ấy muốn sang Nhật để bạn ấy du học 6 năm. Thì bạn ấy muốn trong thời gian mà bạn ấy ở Nhật ấy thì bạn ấy không có muốn em phải là dành tình cảm cho bạn ấy, gọi là quan tâm bạn ấy khi mà bạn ấy ở Việt Nam nữa. Nói chung là bây giờ hai đứa em thì cũng thỉnh thoảng nói chuyện thôi, cũng chỉ là dừng ở mức là bạn bè. Nói chung là chị thấy cái mối tình thứ hai là đẹp đó chứ. Dạ. Còn cái tình bạn nó rất là đẹp. Dạ. Đó chứ. Tại vì bản thân đó là do cuộc sống nó đưa đẩy. Dạ. Vì do tụi em quá trẻ cho nên ai cũng phải lo cái tương lai riêng của mình. Bản thân khi em cũng phải đi theo gia đình vào đây mà, đúng không? Thì em cũng lo sự nghiệp của em thì mình cũng không trách cổ lo cái sự nghiệp của cổ được. Nhưng mà được cái là cổ để tránh những sự tổn thương thì đã có những cái cuộc nói chuyện nó văn minh với nhau. Dạ. Tới bây giờ tụi em vẫn giữ được tình bạn. Rồi bây giờ em muốn tìm một người vợ hay một người bạn gái trong tương lai, người đồng hành với mình là người như thế nào? Thứ nhất là đam mê về nấu ăn cùng em và cái gu ăn mặc cũng tựa tựa giống em. Em thích là bạn gái em nó phải cá tính một tí và phải hơi trẻ con một tí. Tại vì em thích cưng chiều bạn gái em, em có thể làm mọi thứ về bạn ấy. Bên đây đủ hết. Gu này là gu cũng gu lý tình nè, gu là đây thích đeo bạn gái nè, vui nè, tôi thích vậy đó. Bây giờ tới em nè. Dạ trước giờ em chưa bao giờ quen một ai chính thức hết ạ. Em chỉ yêu đơn phương thôi ạ. Trời ơi, chỉ là tình đơn phương thôi. Dạ đúng rồi ạ. Vào tháng 6 năm ngoái thì em có gặp anh đó từ một người bạn của em. Tụi em đi chơi một lần. Nhưng mà sau vài ngày thì tự nhiên dịch đóng cửa. Kiểu như là tụi em không thể nào mà ra ngoài gặp nhau được nữa. Thì tụi em chỉ có thể là nói chuyện ở trên mạng xã hội mà thôi. Sau cái khoảng thời gian dịch thì tụi em vẫn có gặp lần thứ hai. Khi mà về nhà thì em tự cảm nhận là bản ảnh không còn thích em nữa. Thì em về xong cái em lóc ảnh luôn. Ủa kỳ vậy, em yêu đơn phương mà người ta chưa lóc em lóc người ta trước rồi. Lúc đó em vẫn còn thích ảnh á, nhưng mà thực sự là lúc đó em tự cảm nhận được. Vậy là em cũng thuộc loại mạnh mẽ đó. Ủa mà khoan xí là 20 năm trời. Dạ. Mà chỉ có một cuộc tình nhỏ xíu xíu. Đó là lần đầu tiên em biết yêu một người luôn á. Yêu hả? Dạ, yêu là rồi. Cảm giác như thế nào? Cảm giác lúc nhớ nhung, lúc nhớ thì nhung. kiểu ghét ảnh. Nhớ nhiên. Nhung, ghét, rồi gì nữa? Lúc thì thấy ảnh dễ thương. Nhưng mà gặp nhau vậy là rốt cuộc được có 2 lần à? Dạ đúng rồi, được 2 lần à. Chưa tặng nhau nụ hôn nào luôn? Dạ chưa. Sao nó cục cục thế nào á, vừa chớm quen cái là đóng cửa, đóng dịch 5 tháng trời, mở cửa ra là thấy không còn tình cảm nữa rồi chia tay. Nhưng mà... dịch anh kia anh yêu con Covid rồi, bởi vậy. Bây giờ kiếm một người như thế nào nè? Đàn ông trưởng thành một xíu, có thể chiều chuộng em một chút xíu. Và quan trọng là phải chủ động. Có thích một người đàn ông chút xíu không? Cái gì? Đó, đàn ông một chút xíu, lo lắng cho em chút xíu. Vậy thì có thích một người đàn ông chút xíu không? Em thì thích một người đàn ông kiểu bên ngoài á thì cũng phải kiểu to to xíu. To xíu. To chứ không có thích chút xíu nha. Rồi, bây giờ thì Tường sẽ học phỏng vấn ý kiến của người thân mình nha. Bên nhà trai. Chào mọi người ạ, chào anh Đại Kê. Dạ, chào vậy? Dạ. Em tên dạ. là gì? Em tên là Thành, là đồng nghiệp với Hiếu. Thì qua cái cuộc nói chuyện của hai bạn bên đây, anh thấy là bé ghế xanh bên đây hợp với em hơn á. Nhưng mà mỗi tội cái là đứa ở Sài Gòn, đứa ở Bình Phước. Mà ở Sài Gòn á, bận như vậy á, thì coi sắp xếp thời gian sao đó. Thì để quen với người ta. Đó thì giải quyết được vấn đề đó thì ok. Bé bên đây biết sửa điện, biết sửa nước. Sửa nước. Ủi đồ hay là may đồ gì đó, cúp điện hay là chập dây điện gì đó cũng có người giúp em. Ok, cảm ơn. Rồi, mời em trai kế bên. Em tên là Tâm, em là đồng nghiệp cùng với bạn Thắng. Rồi. Thì em thấy ở trên đây thì cô màu
ngồi ghế màu đỏ có khả năng là hợp với em hơn. Tại vì anh thấy hai đứa là nhìn kiểu như là hiền mà nó nhuần tính với nhau hơn. Lần đầu tiên bữa nay cả hai người đại diện cho hai gia đình của hai chàng trai đều tư vấn cho các chàng trai của tôi là thích ghế chéo chiều. Chéo à? Mà hình như là đó cũng là cảm xúc của tôi luôn á. Thôi cảm ơn các bạn. Đó là ý kiến cho các bạn. Những người chơi thì mình tham khảo thôi nha. Quan trọng vẫn là cái nhìn đầu tiên của mình có cảm xúc với ai. Các bạn có quyền và hãy sống đúng với những gì mình suy nghĩ. Còn ai nói gì là kệ, ai ghép gì kệ. Chính kiến của mình nha, rồi thẳng lưng lên nè. Đẹp trai cười tươi nè, cửa mở nè. Còn chân chơi gì nữa? Mở cửa trái tim. Khi cánh cửa trái tim này mở ra, cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Run chị ạ. Run. Sợ cái gì? Ở đây không có chuột nha. Ở đây không có chuột. Tại vì rất là lâu rồi em mới lại có một cái cảm giác mà nó lại lạ, nó vừa lạ mà nó vừa quen đấy. Nên là khi mà em nhìn sang thì em có liếc rồi. Em có liếc rồi. Thế nhưng mà chỉ dám gọi là liếc chịu thôi. Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười. Bây giờ phải nhìn trực diện rồi mới trò chuyện được chứ. Hôm nay đến với chương trình thì em cũng có hai món quà. Rồi anh tặng em nhé. Làm đó. Mạnh mẽ lên nào. Một chiếc ly ạ. Ồ, tại sao lại tặng chiếc ly? Một chiếc ly, hồi đó giờ mới nghe á. Đã kệ đi, chiếc cái gì mà chẳng được. Ôi, một chiếc ly em mới nghe luôn á. Ý nghĩa gì khi tặng cái ly nè? Khi mà em quyết định tặng hai bạn nữ một cặp ly này á, thì em sẽ nghĩ rằng là cái ly á, trong cuộc sống hàng ngày thì nó sử dụng khá là nhiều. Và khi mà các bạn sử dụng cái ly này thì chắc chắn là sẽ nhớ người tặng là em. Hồi đáng dạ. Mà tặng hai cho hai cổ một cặp là muốn hai cổ về thành một cặp. Không nha. Vậy sao không mua một cặp rồi em cái một cô nào đó một cái để mà mình cùng ly với nhau. Không, ví dụ như mà sau chương trình ngày hôm nay á mà em có nắm tay được một bạn nữ nào ra khỏi chương trình ấy thì em sẽ có một món quà rất là đặc biệt. Bản thân em đã chuẩn bị rất là sẵn rồi. Còn cái này là quà xã giao phải không? Dạ, quà gặp mặt đầu tiên xã giao. Dạ. Rồi. Hiếu rồi giờ tới Thắng. Cảm xúc đầu tiên của Thắng là khi mở cánh cửa thấy hai cô gái bên bển thì cảm xúc em như thế nào? Em cũng khá là bất ngờ. Khi nãy nghe về hai bạn nữ chia sẻ về tính cách và các cái tình trường đó thì em cũng nghĩ là bạn bên ghế màu xanh là một người khá là hiền so với những gì mà bạn miêu tả. Về bạn nữ áo xanh thì có vẻ là ghế đúng. Đỏ, ghế đỏ. Ghế đỏ đó là đúng vậy. Đúng sao? Đúng là một người kiểu tính cả thèm chóng chán vậy. Cả thèm chóng chán vậy. Cả thèm chóng chán hả? Không có nha. Phản biện là em. Rồi, mời em gái ghế đỏ. Cảm xúc người ta lạc quan. Em lạc quan thôi chứ không có lạc cả thèm chóng chán hả? Em thấy bình thường à. Tại bình thường là như thế nào? Tại vì bản thân em kiểu không có yêu thích hay từ một cái nhìn đầu tiên hả? Kiểu lâu dài thôi thì em mới cảm nhận được cái tình cảm. Nói chung là em cũng từ từ lắm chứ không phải cả thèm chóng chán đâu nghe chưa. Rồi còn em. Hai bạn nam bên đó ngoại hình sáng. Còn mà về cảm xúc cá nhân của em thì em cũng giống như bạn ghế đỏ là cũng không phải là quá bình thường, tức là vẫn rất là vui vì gặp được các bạn ở đây. Nhưng mà em thì cũng kiểu như là muốn mọi thứ cứ từ từ, còn gặp các bạn ở đây rất là vui. Ôm gấu bông hoài vậy, ôm cái chi đó hoài vậy, có muốn tặng ai không hay là sao? Hay là muốn ôm cái đó về nhà ngủ luôn? Khi vì là em mang lên thì em cũng chỉ có một trái tim này nên là em không thì bây giờ em không được chia đôi cho hai bạn. Không, giờ căng thẳng quá. Em hát được không? Dạ có ạ. Rồi hát, hát đi. Hát cho nó thoải mái đi nè. Hát không vậy ạ. Nhưng mà mình có thể cho em xin ít nhạc hát không? Hát không, đây có nhạc. Tèo 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 tèo. Vô. Em ơi, tình yêu chúng mình đã hết yêu nhau mất rồi. Tại vì sao em hay nói đi, hay vì anh vô tâm hững hờ nên vô tình đánh mất đôi ta. Rất khó để đến với nhau, đừng buông xuôi tình yêu chúng mình. Mình đã hứa với nhau những gì, mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa để cho ta yêu nhau thêm một lần nữa. Mình tạm chia tay nhau nhé, để ta biết được sẽ... Đang hay mà, trời ơi. Tự dưng em quên lời á. Em hồi hộp quá. Muốn hỏi gì không? Em chắc muốn hỏi bạn ghế đỏ. Rồi,
đi. Thế là thời gian rảnh ngoài đọc sách thì em có chơi game không? Có chơi game. Có chơi game. Đi mua gái gì kỳ vậy trời. Thì em cũng muốn kiếm một bạn gái có cùng cái sở thích với lại... Em hồi trước thì em có chơi game Liên Quân hả? Anh cũng đang chơi cái đấy. Nhưng mà giờ em hết chơi ạ. Thế giờ em có chơi lại được không? Em vẫn còn skill ạ. Rồi xong, có một team luôn. Tiếp đi. Vậy thôi hả? Em có một người yêu lý tưởng của em. Thì em chỉ muốn một người đàn ông kiểu trưởng thành ạ. Xong phải lúc nào cũng phải chủ động với em ạ. Chủ động về việc gì ạ? Chủ động về kiểu tất cả mọi việc luôn ạ. Thế có nghĩa là sau khi mà anh dẫn em đi ăn thì có nghĩa là anh sẽ không hỏi là em hôm nay ăn gì mà anh sẽ dẫn em thẳng vào quán luôn đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đó. Tới cửa khách sạn là em không cần, anh không cần hỏi là em ơi chúng ta vô đây nha, mà em cứ chạy thẳng vào khách sạn luôn. Thế là cái ban gọi là không hỏi ạ. À. Là muốn thích dạng chủ động là dắt em đi ăn mà chẳng dắt thẳng vào khách sạn rồi ăn anh đi. Em đánh luôn. Đánh luôn. Đánh luôn. Chủ động quá đúng không? Thực ra thì những câu hỏi đấy là em hỏi cho bạn ấy thấy vui hơn bạn. Chứ còn theo về cảm nghĩ của em thì em cũng là một người khá là tinh tế. Nhiều khi là mình cũng đoán được xem là bạn gái mình thích cái gì hoặc là như thế nào đấy, thì mình sẽ chủ động mình làm thôi, chứ không phải là khi nào cũng hỏi. Anh muốn hỏi hai bạn rằng là vừa đấy anh đã chia sẻ rồi là công việc của anh thì nó diễn ra từ 8 rưỡi sáng cho đến 2 giờ đêm, thì gần như là sẽ không có thời gian để mà dành cho gọi là một cái thứ gọi là tình cảm cho đối phương ấy. Thì hai em có cảm nghĩ thì sao? Anh muốn hỏi bạn ghế đỏ trước. Đối với em thì yêu nhau, quen nhau không phải lúc nào cũng cận kề, lúc nào cũng cạnh, nhắn tin, gọi điện ngoài luôn ạ. Em chỉ cần là anh cảm thấy anh nhớ em thì anh có thể nhắn tin với em, còn không thì thôi ạ. Tại vì em cũng có những cái công việc của em cũng khá là bận ạ. Cảm ơn em. Bạn nào xanh thì sao? Nếu mà cái đó là tính chất công việc của anh á thì mình có thể thông cảm được. Nhưng mà ví dụ như trong một ngày, anh ngày hôm đó anh đi làm về, anh có câu chuyện gì xảy ra hay là như thế nào, thì em muốn dụ như khi mà cả hai đã tìm hiểu nhau thì mình sẽ phải chia sẻ những câu chuyện đó với nhau. Chứ không phải là anh im lặng rồi em cũng không biết để mà chia sẻ hay là giúp đỡ anh trong cái khoảng thời gian đó chẳng hạn. Chỉ cần là dụ với trong lòng nhớ nhau, mình làm gì mình cũng nói nhau biết vậy thôi. Cảm ơn em. Dạ. Đối với bản thân anh ấy thì anh cũng sợ. Dạ. Là anh không có tình cảm. Dạ. Để dành cho cái người bạn gái của anh. Dạ. Mà anh chỉ sợ là cái người bạn gái của anh ấy không hiểu và làm tổn thương bản thân anh một lần nữa thôi. Em là giờ nấu ăn đúng không? Bây giờ chị sẽ thử tài em nha. Dạ. Cho một mớ đồ rau củ đồ em làm những món quà em tặng cho bạn gái được không? Dạ được ạ. Rồi. Ghê. Xin cho chị một ít đồ. Bếp trưởng nha. Em biết nấu ăn không? Em là ngược lại luôn ạ. Là em chỉ biết sửa điện, sửa nước thôi. Không biết nấu ăn. Dạ, em cũng chỉ biết là cơ bản thôi. Chủ yếu nấu cơm cơ bản thì em làm được. Còn mà để chi tiết để nấu các món ăn mà đòi hỏi sự khéo léo nhiều hơn thì chưa đạt tới được cảnh giới đấy. Chắc tôi cũng chọn đi sửa điện, sửa nước. Kiểu như để bạn buồn buồn mà để bạn gái lên rồi bắt đầu tận mẫn tỉ mỉ vậy cũng mệt lắm nha. Tôi mà như ông kia là nãy giờ tôi qua tôi hốt hai em luôn rồi. Trong thời gian đối thủ đang bận luôn cùi là tôi qua đây hốt. Người đàn ông mà vô bếp làm bếp tỉ mỉ như vậy thì cảm xúc của em như thế nào? Kiểu quyến rũ à? Tại vì bản thân em không có biết nấu ăn. Tại vì bình thường ở nhà mẹ em nấu cho em ăn. Thí dụ như bình thường nếu mà em có người bạn trai lâu lâu cuối tuần gặp nhau một lần thì bạn trai sẽ xuống bếp trổ tài nấu những món ăn cho em ăn như vậy, thì trong lúc bạn trai nấu nướng thì em sẽ làm gì? Xem phim hay là làm những cái việc mà em thích thôi, em coi phim hay gì á. Hoặc là em nhìn ảnh. Còn em? Em nghĩ nếu mà người đàn ông mà biết nấu ăn và nấu ăn giỏi thì sẽ là một người sẽ biết lo cho gia đình chuyện chung. Tại vì em là một người không nấu ăn giỏi nên là thành ra mà nếu mà bạn trai em, người yêu em mà biết nấu ăn thì em nghĩ là bù trừ đó chị. Là thích đó phải không? Dạ, mình sẽ bù trừ. Rồi lúc người ta đang nấu ăn thì em làm gì? Lúc đó hả? Ví dụ như em, nếu mà em sẽ hỏi có cần em trợ giúp cái vấn đề gì không? Có thì em sẽ ra phụ, còn nếu không thì em sẽ làm cái việc gì đó. Rất là tùy vào tình huống chị. Chị sẽ ngủ hơn là đi qua chơi game với thằng kia xong rồi quay lại ăn. Đúng không? Mình ngủ, mình chờ đợi, mình ngủ, mình mở mắt ra trong hạnh phúc là một cái mâm cơm đã tới trước mặt rồi. Anh mời em. Dạ nó ngọt lắm mình. Có thể là cái này anh không trồng ra nhưng mà bàn tay anh làm nó sẽ ngọt.
cảm ơn em. Dạ. Em phải ăn cà rốt, cà chua chứ em ăn kỳ quá à. Em mời chị Cát Tường. Rồi, cảm ơn em. Và mời anh kia cái đấy nó khóc em. Từ đấy là em quên đấy, em quên là có sự hiện diện của bạn ấy ở đây đấy. Rồi, để đi thì bây giờ đến phiên nãy giờ các bạn trai thể hiện quá rồi. Bây giờ phải để các bạn nữ chúng ta thể hiện chứ. Em cũng thích hát. Thích hát thì hát liền. Rồi, mỗi bạn một câu đi. Thèm những cơn gió, thèm đi đâu đó. Ta thèm có ai để nhung nhớ. Thèm chút bối rối, thèm chút tiếc nuối. Ta thèm cảm giác yêu người. Thèm mà chưa có đã gì hết trơn. Thèm mà phải nghĩ nó đã. Thèm mới có hai câu à. Thèm yêu. Em có hỏi thăm gì hai anh đó không? Em hỏi anh giới đoạn xíu. Mà anh có nói là chỉ cần trong lòng nhớ nhau là được. Nhưng mà ví dụ ngay lúc đó em gặp một cái tình huống gì đó rất là gấp, em cần sự xuất hiện của anh thì như thế nào ạ? Tại vì anh nghĩ rằng nếu mà đối với bản thân anh ấy là một người đàn ông ấy thì anh sẵn sàng lúc anh sẽ đến với em. Dù bận như thế nào chăng nữa, anh cũng sẽ đến. Mặc dù kể cả là có đang đi làm chăng nữa, anh cũng sẽ sắp xếp thời gian để đi đến với em và luôn vào ngay. Có thể là sẽ không tới ngay được, nhưng sẽ đến trong thời gian sớm nhất. Sẽ nhanh nhất có thể cũng khó lắm ạ. Ví dụ giờ đang quay vậy mà biểu tôi đi về nhà liền, bạn trai tôi đang bị gì thì tôi bỏ đi về ông ta. Thôi chị về nha. Đó, đó, đó. chị đang có chuyện rồi. À không, kêu chị bạn trai chị lên đây luôn. Em ghép đôi cho chị luôn. Chị vô gọn chỗ rồi đi chị. Không ấy, nó đang bị tai nạn. Thật ra là vậy nè. Cái này thì cho chị nói một cái câu. Tại vì bây giờ chị biết các bạn trẻ là nhịp sống rất là nhanh. Tuy nhiên mọi thứ đều mình để có những cái chuyện mà mình phải để lên bàn cân, mình cân nhắc. Tại vì nếu cái gì mình cũng muốn hết á, trong một giai đoạn mình chỉ có thể làm được một thứ thôi. Bình thường thì nó là mọi chuyện nó sẽ xảy ra như vậy. Nhưng khi mà có sự cố, có nghĩa là khi em gái đã hỏi là nếu em cần, có nghĩa là đã có sự cố, cái gì đó nó cần thiết thật sự quan trọng, thì chúng ta phải để lên bàn cân để mà chúng ta xem là cái gì nó quan trọng với mình. Đôi lúc không phải là công việc quan trọng hơn, nhưng công việc nó là trách nhiệm. Nó nếu là công việc của một mình sẵn sàng sẽ bỏ để mà mình đến với người yêu của mình. Tuy nhiên có những cái công việc ví dụ đặc thù của Tường với Đạt đi, là phục vụ người khác. Và cái công việc của mình nó phụ thuộc với bao nhiêu đây người nè. Nói để các em hiểu. Nếu bây giờ mà người nhà của chị, người thân của chị có bị cái gì chị cũng không về được. Phải làm xong mới được về. Yêu nhau mình cũng phải thông cảm. Mình đừng bắt ép nhau, chèn nhau vào chỗ khó. Nhưng mà chị là rõ ràng là tình yêu là quan trọng nhất. Mình phải xác định rõ để cho làm sao quan trọng là đối phương phải hiểu được rằng người ấy là quan trọng nhất với mình là được. Em muốn hỏi hai anh đó là nếu mà ảnh bắt gặp em với nhiều người con trai khác đó, thì anh cảm thấy như thế nào? Em cái này hỏi chắc hai em anh. Xin phép trả lời. Rồi. Thật sự thì anh không bao giờ anh quá là bận tâm đến những cái mối quan hệ với khác giới của em với lại bạn bè hoặc là ở chỗ làm hoặc là chỗ trường học. Cái tình yêu thì hai người khi ở với nhau sẽ hiểu tính của nhau và những cái chuyện đấy thì nó khá là bình thường, nhưng mà mình giữ khoảng cách là chỉ là đồng nghiệp thôi. Tôi cũng nhiều bạn đồng giới đó, khác giới lắm, nhưng mà tôi không thích chuyện khoảng cách. Trả lời đi kia. Ai cũng sẽ có một cái khoảng không gian riêng dành cho mình. Đối với bản thân anh cũng vậy, nếu khi mà anh đã tin tưởng ai mà là bạn ấy đã cho anh cái niềm tin ấy thì anh tin tưởng bạn ấy gần như là tuyệt đối. Anh không muốn nghe người khác nói lại với anh rằng là ở thế nào kia, bởi vì anh không để ý cái chuyện câu chuyện đó, mà anh là người mà đang sống với em đó. Hay tại vì hai đứa mình đang là của nhau, nếu anh muốn tìm hiểu đó thì anh sẽ là người hỏi em. Hết chưa? Rồi. Dài rồi ha. À. Một cái cuối cùng nữa đi, là mỗi chàng trai chúng ta hãy chủ động đứng lên, bước sang xin phép nắm tay lần lượt từng cô gái một để mình kiểm tra, mình check lại một lần nữa cảm xúc của cái sự va chạm, hoặc muốn nói gì thêm nữa thì nói trước khi chúng ta về chỗ mình và bấm nút. Được chưa? Yeah. Rồi, mời. Các bạn, em xin dành tặng tùy em cái tin này luôn. Nghe mà có một quả. Còn có nắm tay hồi hộp gì trời. Có nói gì không à? Ông vô dối, ông không biết nói gì cả. Không xin phép về chỗ nữa. Em đứng hai gần hai bạn đi, em run quá, tim đập nhanh. Rồi thôi về đi để xỉu. Cơ hội đến rồi đó. Cho anh được xin phép nắm tay em được không? Đó. Những điều mà anh vừa cái chia sẻ cái gu bạn gái của anh ấy, thì anh muốn là một cái người mà thích lâu ăn này, có cùng gu ăn mặc với anh này, và hơi trẻ con một xíu. Tại vì anh rất là thích chiều bạn gái ấy, thì em cảm nhận rằng là em đang cảm thấy là 100% thì em đang cảm nhận là em có bao nhiêu phần trăm trong cái số đó? 100% luôn hả? Dạ. Ok, anh cảm ơn nhé. Dạ. Anh nắm tay em nhé.
Đấy, anh cũng muốn hỏi em cái câu hỏi mà anh hỏi bạn gái đỏ ấy. Thì anh cũng muốn cái mẫu bạn gái của anh ấy thì thích nấu ăn, thích ăn mặc và hơi trẻ con một xíu. Thì em cảm nhận là 100% thì em có bao nhiêu phần trăm trong cái số đó? Tương đối thôi ạ. À, tương đối. Dạ. Cảm ơn anh, cảm ơn. Tôi nhắc lại một lần nữa, mỗi người đến với tham gia chương trình đều có hai cơ hội như nhau. Hãy làm theo đúng trái tim mình mách bảo hay đúng cảm xúc của mình. Không phải vì lịch sự, không có vì bất cứ một cái gì cả, không vì ai hết. Mà hãy đúng, sống đúng với con người của mình. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Bây giờ tất cả các bạn hãy hướng mặt về phía trước, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ các bạn sẽ đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1 Bây giờ em phải cần một bạn gái có thể chia sẻ với em trong công việc cuộc sống. Vậy thôi. Thứ nhất là Quýnh là vậy là dễ nhìn á. Cái thứ hai là cao hơn em. Vậy thôi. Dễ nhìn cao hơn là được rồi. Thứ nhất là đam mê về nấu ăn cùng em. Và cái gu ăn mặc cũng tựa tựa giống em. Em thích là bạn gái em nó phải cá tính một tí và phải hơi trẻ con một xíu. Đàn ông trưởng thành một xíu, có thể chiều chuộng em một chút xíu. Và quan trọng là phải chủ động mà. Và bấm. Ba cái màu đỏ. Vì sao em không bấm? Em cảm thấy là giữa em và hai bạn là chưa có đủ đúng không? Khoảng thời gian gặp nhau trên sân khấu chưa có đủ. Cái tim tăng vỡ, cảm xúc em bây giờ như thế nào? Có xin lỗi con gấu không à? Không ạ. Em rất là hồi hộp. Em nghĩ là bạn nam bên này có nhiều thứ. Mỗi người đều có những giá trị riêng. Cái quan trọng ở đây là em chưa phát huy, chưa thể hiện và chưa nắm bắt kịp cơ hội. Có thể là lần này em hơi nhút nhát, em chưa thể hiện. Nhưng mà chị thấy là em rất là bản lĩnh là sao cũng dám làm những cái điều mình muốn, có cái sự quyết đoán của mình trước khi đưa ra cái kết quả. Và có thể mình biết rằng đối thủ cạnh tranh của mình mạnh nhưng mình vẫn được làm cái điều mình muốn, vậy là tốt rồi. Nhưng mà chị buồn với em hôm nay là chưa được, là tại vì bạn nữ ghế đỏ đã bấm nút của bạn ghế đỏ luôn rồi. Như vậy thì chúc mừng cho một chúc mừng ghế đỏ hôm nay. Quá vậy Cưng, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta quen biết nhau tại chương trình. Cho anh xin phép hôn lên má được không? Chen chen chi vậy? Trời ơi, nhớ là cô đó thích chủ động nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và chương trình hôm nay dành cho cặp đôi thành công, mỗi bạn là một phần quà nhỏ rồi xin gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa ra mắt của MCV với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Và xin gửi tặng cho mỗi bạn là một phần sản phẩm cốt bún riêu của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Và đối với cặp đôi không thành công, đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn một phần quà, đó là gói Ruby của ứng dụng Speak Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện, sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này các bạn sẽ được tư vấn bởi ông Mai và bà mối duyên dáng lắm nha. Và các bạn ơi, hãy đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy cập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple đang có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn đó. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.